À, chỉ có một bạn là bạn xin bạn hôm nay bạn vắng tại vì buổi trưa mình đi học về bị say nắng rồi ngồi dậy không nổi. Em là 8 giờ đang phải đi coi phim Ôi vậy luôn rồi đó. hả? 8 giờ không đi coi phim rồi đó. Đặt vé rồi Cái này gọi là vậy. tạo tạo áp lực cho giáo viên. Mình không có xin nghỉ nữa mà là mình nói 8 giờ em đặt vé xem phim không có nghe cô. Cô dạy sao cô dạy đúng không? Có tài luôn. Rồi, thì anh Trang chắc lớn nhất ở đây rồi, chịu thủy anh Trang đi. Có gì tìm anh Trang nha, cô không có chịu trách nhiệm nha. Hên có hai người Cho có chào mi vô cô. kìa, ai mi? Giờ này học trong trường sao rồi mi? Dạ em toàn học tiếng Anh thôi. Ủa sao kỳ vậy? Thì học kỳ này không có học tiếng Nhật à? Dạ tại vì em học trước cái ngữ pháp ba rồi nên lần này em không học, mỗi bạn học. À học vượt rồi hả? Học có mua Đồ đồ đồ. Đã, ok. À, hôm nay dường như là buổi học thứ 19. Rồi bây giờ mình học ngữ pháp tiếp ha. Dạ. Ngữ pháp. Ngữ pháp vừa học cô Tổ đúng không? Dạ. Rồi, tối ưu cô Tổ Đà học rồi, cô Tổ Anh Ai học rồi, cô Tổ không học rồi. Nay cô Tổ Anh Ai học rồi luôn đúng không? Dạ, nay cô tôi đã học rồi. Ok, giờ mình qua Mono. Dạ, các Mono. bạn đọc phần phút siêu của Mono giùm cô coi coi nó nói cái gì trong đó. Này, câu đầu Đúng tiên. Mono mo không? ien nai gurai Đúng odoroita là gì không? ta? Mono này là gì vậy? Hả? Mono này là gì vậy? No, Làm bầm gì mấy đứa. no. Cuối tuần nghe học nhanh gọn lẹ nghỉ nghe. Ừ. Mono là Mono là đồ vật phải không? vật. À cái gurai này học chưa? Không Phải phải. thuộc Là vào coi coi cử hãng của nào bố khoảng đúng không, hoặc là khoảng gì? Gurai có ba nghĩa, một là khoảng, hai khoảng mức rồi độ. là Cái mức mức độ đúng độ rồi, cái thứ ba là xem xem nhẹ xem nhẹ. nhẹ. Vậy các bạn coi ở đây nó là mức độ là khoảng hay là xem nhẹ? Cái Sao? động từ cuối cùng nghĩa là giật mình, gì cô? hồ đô rơi tà giật mình Odoroi ta là ngạc nhiên ha. Ừ. ngạc Nó bằng với là bikurisuru các bạn. Odoroku là ngạc nhiên, diễn tả trạng thái là ngạc ngạc nhiên nhiên gì đến đến ngạc đến nhiên đến không nói nên lời đến à, không nói nên đúng lời. rồi, ngạc nhiên đến mức Ồ. không thể nói lên cái gì hết trơn á, không có nói được cái gì hết Để nha, thích được về không? mức độ. Ok này, câu kế tiếp là kare wa mono mo tabezu ni kangekonde iru. Dư ní này cô nói rồi, dư ní này là Đây nay để đúng không? Vậy thì nó là gì đấy. đây? Nãy thì Ăn căng gai con khăn đê khăn ghê là suy nghĩ đúng không? Cô mi mắt ừ. cô mưu cô mi mắt ha, thì bạn đấy là verb mắt bỏ mắt cộng cô mi mắt, nó có một nghĩa đó là vào. Ví dụ như là rơi vào cái gì đó, rớt vào cái gì đó. Ừ. Nhưng mà nó có mang nghĩa bóng, có nghĩa là bạn đắm chìm trong cái gì đó. Khăn ghê con đi đưa là bạn đắm chìm vào trong suy nghĩ, có nghĩa là gì? Mình suy nghĩ cách mãi mê á. Không ăn luôn. Rồi đúng rồi, Wow. anh không có ăn gì hết mà anh cứ mãi anh suy nghĩ thôi. Ok tự ghi chú đi nha. Đắm chìm, Ừ. đắm đuối. Mặc dù nó là Phật cư siêu nhưng mà nó có những cái các bạn chưa có học.
Đúng Tại vì các bạn học giáo trình của Minano thì không có nó cũ, có một số cái nó thuộc vào N4 và N4 nâng cao. Hoặc là ngang với N3 mà mình chưa có học. Chứ thật ra phần của siêu không phải lúc nào cũng là bạn học rồi. Này, câu thứ ba. Hito ni mono tanomu toki wa motto teinei ni hanashinasai. Khi Khi mà mà nhờ mời vả, nhờ vả ai người đó khác, ai ai đó đó cái gì đó, cái gì cái gì đó đó, cái gì đó thì lúc nào cũng phải nói năng cái lịch sự. Thì hãy nói một cách lịch sự hơn nữa, motto là hơn nữa ha. Rồi câu số 2. Kono fuku wa mono wa yoi ga nedan ga takai. nghéo này ha. Là một cái đồ mà Đồ tốt nhưng mà giá thì giá đắt, thì giá thì cao đắt. nữa. Thì bạn thấy cái số 1 với cái số 2 nó có khác nhau Một không? Không. là Người ta phân chi chị hai nó khác nhau đó. chứ một là nó về giải thích chị nó mức độ đúng không? Quá. Mono đó giờ các bạn học nó mang nghĩa gì? Là vật đúng không? Vâng. Nhưng mà thấy rằng ở đây nó không hề ghi bằng chữ vật mà nó ghi chữ mono, có nghĩa nó đang là yếu tố về mặt ngữ pháp. Mà thấy số 1, có phần số 1 mono có thể thay cho cô tổ, không thể nói chuyện gì cả ha. Câu 1 á, mono mo ienai, vậy đó cô tổ mo ienai. Đúng. Hoặc là nan ni mo ienai đúng không? Ừ. Câu thứ hai là anh ấy không ăn gì cả thì thay vậy nó là nan ni mo thabezu ni đúng chưa? Thì bây giờ nói mono mo thabezu ni. Câu thứ ba em vậy hito ni nani kao tanomotoke chẳng hạn, thì bây giờ nó thay bằng chữ mono. Còn câu thứ hai là nó đang thay cho cái gì? Thay cho shitsu đúng không? Shitsu là gì? chất 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 lượng á các Chất bạn. lượng. Thì nó bộ đồ này á, cái chất lượng nó thì tốt á nhưng mà giá thì nó cao được chưa? Rồi nào, và bây giờ mình vô mono của N3 ha. Lên N2 bạn cũng có một đống mono giống như vậy phải nhớ. À, có chút 55 là mono. Mono. Tất nhiên là khi bạn nghe người Nhật nói nó hay chuyển thành chữ mon. Mon. Các bạn ha, mono hoặc là được chưa? Tại sao mono chuyển thành mon hồi trước các bạn học rồi. In des hay no des gì là bằng nhau. No chuyển thành in, in chuyển thành no ha. Để đây bạn đọc xem cái ý đang diễn tả cái gì. Lý do mà cái you wake là gì bạn? Review là lý do rồi, còn cái you wake này là gì? Cái từ này là cái từ Wake có rất nhiều nghĩa ha. Wake nếu như bạn bạn đọc theo âm om á, gia cường mới là dịch, còn wake cũng là lý do luôn á. Nhưng mà you wake, nhiều là nói, qua kê là lý do. Khi bạn nói lý do, ta nói bạn là biện bạch. Nhiều qua kê là bạn biện bạch, có nghĩa là mình giải thích cho cái chuyện là tại sao mình làm như vậy. Ví dụ tại sao mình dạ, tại vì xe buýt nó trễ, tại vì nó thay vì mình xin lỗi thì mình biện bạch cho chính bản thân của mình. Và ở đây người ta ghi thêm một cái nữa là ô mồi nhí. Cái mic của bạn nào hơi ồn đó nhỉ? Cho biết bạn nào bị rầy Hoặc là có cái gì đó ở gần cái mic của bạn nó mới kêu thế đó. Rồi à. bạn bạn thở. Ừ. Này, ô mồ ní là chủ yếu là ha, wakamono và kodomo ga kudake takai wa desu. Ô mồ ní là chủ yếu là ha. Chủ Có nghĩa là yếu chủ là yếu là nó được sử dụng trong cái hội thoại, và là hội thoại Kudaketa là hội thoại ở dưới gì? cừ Kudakeru là trang trọng hay là không trang trọng? Không đa trang thấp trọng. không trang trọng, hay còn gọi một cái từ khác gọi là xuồng xả, các bạn có biết không? Nói chuyện một cách xuồng xả, nếu như cô các bạn đang nói chuyện cách xuồng xả, thấy sùng xả không? Có là mình bất chấp nói gì nói sùng xả. Còn nếu mà gọi là mình tây nê, mình lịch sự nó dạ thưa cô hôm nay mình học ngữ pháp cái gì đó đúng không? Thì cô đa cái Đây. ta là dạng nó sùng xả, hay còn gọi là thân mật, các bạn ghi chú
sử dụng trong văn hội thoại, sùng sã hoặc thân mật, và ở đây chủ yếu là wakamono là người trẻ hoặc là con nít nó dùng, chứ người lớn tuổi thì ít có dùng cái kiểu này. Và mono ở đây công thức là gì đây? Công thức là danh từ, động từ, danh từ đối y nè. Futsuke. Đúng rồi, đó là futsuke. Chấm hết, có gì hết, bình thường. Vậy nó chỉ lý do gì mình dịch là gì? Tại. Ừ. Vì tại. Cái gì đó, tại, bởi, do, tùy các bạn. Đây là văn nói nè. Này, câu số 1 ha. Nikutai rodo. Nikutai, nhục thể là gì? Cơ thể. Nikutai rodo. Ừ. Nikutai rodo là lao động chân tay. Rodo, lao động. Lao động chân tay có nghĩa là ví dụ như bạn đi rửa chén nè, đi lau nhà nè, làm ô sin nè, và lao động chân tay. Còn như các bạn ngồi văn phòng, các bạn làm thông dịch, các bạn làm phiên dịch, nó gọi là lao động trí óc. Nikutai rodo no arubaito wa boku ni wa muri da yo. Ni wa ở đây là gì? Nhấn mạnh. Ni à, ni à. Chỗ ni là quan trọng. Lý là nói về hướng về cái Aruba. Ừ. Lý ở đây có nghĩa là đối với tôi. Ừ. Cái việc làm thêm, mà làm thêm lao động chân tay á, thì đối với tôi là Muri. Không thể được đâu. Ồ, làm không được. Không nổi. Son là ni thay đô cử nấy mà. Vì không có, không có cái sức khỏe là à, cô đâu. Không có được cái thể lực đến như thế đâu. Cô nhắc là nữa, son là ní thường hay đi với phủ đâu. Son là ní là thường hay đi phủ định, không có gì đó đến như thế đâu. À, tôi không có được cái thể lực đến như thế đâu. Vậy đến như thế là đến như thế gì? Là không có đủ sức lực để đủ làm để đâu. Làm cái việc đó. Đúng rồi, bạn phải hiểu như thế à. Tôi không có được cái thể lực đến như thế đâu, có nghĩa là đến cái mức có thể làm được cái Nikutairo đồ đó. Ở đây là câu đơn, các bạn nhìn rất là dễ, nhưng khi vào bài đọc hiểu á, các bạn để ý giùm cô ha. Ta câu số 2. Nè, taxi để thay ra nãy. Thay ra nãy. Câu hỏi nha. Ni motsu ga okute kasa sase nai mo. Nè, mà về bằng taxi hả? Taxi không? À, có về taxi không? Quá. Nhiều đồ quá ha. Cà xa xà xe nấy mùng. À, không có vác nổi đâu. Đúng rồi. Taxi đề khá thế đó nãy, có nghĩa là ủa, bộ không về bằng taxi hả? Có hiểu kiểu nói đó không bạn? Ủa, không có về taxi hả? Các bạn học, các bạn hỏi là à, bạn có đi về bằng taxi không? Nghĩa là taxi đề khá đi mất cá, đúng không? Nhưng mà trong cái văn nói, văn hội thoại, người ta lại nói theo cái kiểu phủ định. Ủa, không về bằng taxi hả? Hành lý nhiều lắm đó, tại vì hành lý nhiều nó không có vác nổi đâu. Ổn không bạn? Dạ. Cho những cái các bạn học là về mặt lý thuyết thôi nha, còn ở ngoài người ta nói là nó theo cái kiểu này đó. Này, câu số 3. Mada kodomo damono skoshi gurai no shippai wa oume ni mite yaranakucha. Nguyên cái câu này chắc chỉ có chữ oume là bạn chưa học thôi. Phải không? Oume là mắt bự hả? Không, chắc ngửi trên. Phải mắt bự không? Ê, ngửi trên học rồi nha. Mê ue mấy mê người trên nha. Ô mê là gì? Mắt to hả? Mê ue ngửi trên. Ô mê. Ô mê là hành động cao thượng. Hành động cao thượng hả? Cái gì ghê vậy? Đây là một vấn đề to lớn, đừng có xem chọc nó quá. Ome ni mi du có nghĩa là bạn nhìn với con mắt to này, không không có nghĩa là bạn coi trọng cái chuyện đó. Nhưng là ý nó nói là mình quá coi trọng cái gì đó, mình làm cho lớn chuyện á. Làm ome có nghĩa mình làm hơi quá, mình làm quá cái chuyện nó lên. Ome ni mi du. Ome ni mi du, nhớ nguyên cụm. Thế câu này giờ dịch sao đây? Anh Long phát ẩn phát hiện. Vậy vì vẫn còn là trẻ em cho nên mấy cái thất bại nhỏ nhỏ như thế này á, không cần phải nhìn một, không cần phải làm quá
Đúng rồi, có nghĩa là gì? Bởi vì vẫn còn là con nít nè. Kodomo các bạn đừng đóng kính trong cái nghĩa gọi là trẻ con ha, nó nhiều nghĩa lắm. Ý nó là bởi vì vẫn còn là con nít cho nên cái thất bại mà cỡ bé bé như thế này thì không có nên gì làm cho quá lên được chưa? Cái chỗ Yarana Kucha có hiểu là nó đang viết tắt cho cái gì không? Yarana Nakucha bữa học rồi ha, là Yarana Kutewa Dame Desu. Dame. Rồi câu số 4. Kore oishii wa yo. Nan de tabenai no? Datte kirai nan da mon. Cái này ngon mà, sao ăn nữa. Đúng rồi. Rồi câu sao? Datte. Anh nói là ghét nó rồi mà. Các bạn sẽ thấy có thường chữ mon ở đằng sau, các bạn nó hay có hàng đắt tê ở đằng trước, đắt tê mon, tại cái đó đó, bởi tại vì đó đó. Thì trong văn nói các bạn hay coi phim, các bạn sẽ thấy cái cụm từ đắt tê mon là xuất hiện rất là nhiều khi mà ví dụ hỏi là hai người đó hẹn nhau xong tới trễ, hỏi sao tới trễ vậy, đắt tê còn đang suy nghĩ lý do á, tại được nha. Và khi đã đắt tê thì đáp ở cuối cùng sẽ là mon hoặc là mono. Tại vì ghét, không có thích ăn. Được chưa? Các bạn thấy là nan de tabenai no, nan de đây là gì? Nan de là vì sao? Hồi trước các bạn học vì sao là gì? Naze. Doshite. Doshite. Còn gì nữa? Naze. Naze. Và nan de. Thì bạn có thấy là cái nào người Nhật hay sử dụng nhất? Nan de. Nan de các bạn ha. Trong văn nói thường dùng nan de với doshite, còn naze thường bạn thấy trong văn viết thì nó nhiều hơn tí. Nhưng mà thường ở ngoài người ta dùng nan de lắm. Cho nên thường mình dễ bị nhầm với cái chuyện gọi là bằng cái gì. Ví dụ như nan de ikimasu ka? Nan de koko ni ikimasu ka? Hoặc là nan de koko ni kimashita ka? Thì bạn có thể hiểu theo hai nghĩa đúng không? Yeah. Anh đến đây bằng cái gì, hoặc là anh tại sao anh lại đến đây không? Vậy thì làm sao mình phân biệt được? Chắc tùy ngữ cảnh. Bạn dùng nan để đến. Các bạn dựa vào background, các bạn dựa vào cái background, có nghĩa là dựa vào có hoàn cảnh xuất phát cái câu đó mình mới hiểu được. Còn đúng rồi, khi mà hỏi bằng phương thức á, My nói đúng á, khi hỏi phương thức người Nhật hay dùng là nan để đến. Các bạn học cho Mina là nan đế đúng không? Mình mà nói nan nì đế là thầy cô bảo sai đúng chưa? Nhưng mà ở ngoài người ta lại dùng là nan nì đế. Ít có ai nói nan đế, tại nan đế nó sẽ nhầm sang tại sao. Được chưa? Rồi. Đó là mono đầu tiên nhớ nha. Rồi 56 nè. Nó là mono dakara hoặc là mono đế. Thì bạn đấy, nếu mà nó là mono dakara nó có thể đứng cuối câu, nhưng nếu nó là mono đế thì nó chỉ có đứng giữa câu thôi. Ý nghĩa nó là cái gì? Ý nghĩa là gì đây? Vẫn là lý do. Vẫn là đi dư, vẫn là dư, ok, vẫn là chỉ lý do, vẫn là chỉ cái lý do để bạn biện bạch cho chính bản thân bạn. Tuy nhiên bây giờ công thức nó khác rồi. Công thức nó khác hơn mono ở trên rồi. Nó là tu sức cho danh từ ha. Định ngữ đúng chưa các bạn? Và danh từ ở đây thì không phải đi với no mà là danh từ na. Nè. Ghi công thức đây. Nè. Danh từ nè nè. Khi mà mình thấy me shi shu shoku ke là mình phải viết xuống là động từ futsu. Tính từ đuôi y giữ nguyên y, tính từ đuôi na giữ nguyên na, danh từ thì có no, tuy nhiên ở đây danh từ đi với na. Viết phải viết cho được, lập cho được công thức ha. Ngài có số 1 nè, bạn thấy naze nè. Naze chikoku shita no desu ka? Là gì vậy? Tại sao đến muộn? Sumimasen, chiko de densha ga tomatte shimatta mono desu kara. Lỗi nha. Có sự, vì sự cố nên tàu điện bị dừng.
Tại vì có sự cố, có tai nạn nên tàu điện nó bị dừng. Có nghĩa là bạn đang đổ cho cái hoàn cảnh là tại tàu điện nó dừng nên tôi mới tới trễ. Câu 2. Fudan kenko na mono dakara tsui kashin shite karo de torete shimatta. Kashin á, chữ ka là chữ quá, shin là chữ tính. Quá tính này có nghĩa là gì? Các bạn có hiểu không? Quá nào, quá cái gì đã tin, tín ở đây có nghĩa là tin tưởng ấy. Bạn quá tin tưởng vào cái gì đó, bạn quá tự tin vào cái gì đó. Rồi caro là chữ quá và chữ lao. Quá nào, quá cái gì đó thôi, còn lao là lao động. Vậy quá lao đây có nghĩa là lao động. Quá, quá sức, quá sức. Nên ở bên Nhật nó có cái cụm từ caro này cộng thêm chữ tử nữa, đọc là karoshi. Có nghĩa là bạn chết vì lao lực. Karoshi là chết vì lao lực. Ở bên Nhật chết vì lao lực rất là nhiều nha, đa phần. Gọi là bị đột tử á, các bạn bị đột tử á, thường là bị karoshi, có nghĩa mình lao lao động quá quá sức. Rồi tới bây giờ chữ phu đăng nó là gì nhỉ? Phu đăng kenko là cái gì vậy? Sức khỏe bình thường. Đăng là thông thường. Vậy bạn hôm trước bạn có học một chữ thông thường đó là gì ta? Phu chư với phu đăng khác gì nhau? Phu chư là em nghĩ phu chư là average, còn phu đăng là normal. Bà chỉ sang tiếng Anh luôn. Anh trai, bữa trước em đi kiểm tra làm bài test bữa thứ năm, em cho mấy anh chị nghĩ em có 4 chấm mà, nên anh nói từ đấy em không có biết. Kiểu như phật sơ là chỉ một cái mức độ bình thường thôi, còn cô đang là chỉ trời đất tiện, không biết giải tiếng Việt sao không vậy. Cô nói giờ cô lấy ví dụ phật sơ no phu cơ đi, quần áo ha. Hoặc là giờ bạn nói là phu đăng no phu cơ là nó giống nhau hay nó khác nhau? Cũng vậy. Phu chư là thường mình làm. Còn vậy phu chư no phu cư là quần áo mình thường làm hả? Có nghĩa là mấy cái diễn tả như mình thường hay mặc đồ. Vậy còn phu đăng? Phu đăng thì sao? Chút ít hơn hả? Các bạn phải hiểu cho rõ, ví dụ bây giờ bạn nói phu chư no phu cư hay là phu đăng no phu cư, cô nhắc chứ là nó khác nhau. Nó khác nhau các bạn à. Hoặc là hỏi là mày đang làm công việc gì vậy? Phu chư no shigoto với phu đăng no shigoto là hai cái nó hoàn toàn khác biệt. Khác nhau sao? À, cô nói luôn ha. Ví dụ như bạn nói là mày đang làm công việc gì ạ? Công việc của mày là gì? Nói mà Futsu no shigoto đã. Là công việc bình thường. Nó bình thường ở đây có nghĩa là ai cũng làm được. Nhân viên văn phòng sáng đi chiều về ha. Thì futsu no shigoto hay futsu no fuku là những cái mà ai cũng làm được hoặc là ai cũng mặc như vậy được hết đó. Dù phụ sư nó phu cư là bộ đồ rất là thường thấy, cô mặc được áo thun quần jean, Hòa cũng mặc áo thun quần jean, My cũng mặc áo thun quần jean, anh Trang cũng mặc áo thun quần jean, đó là phụ sư. Hiểu không bạn? Dạ. Yeah. Còn phu đăng nó khác nhau thế này, là phu đăng nó phu cư là bộ đồ mà bạn thường hay mặc. Phu đăng nó shigoto là công việc bạn thường hay làm. Dạ. Yeah. Giống như giáo viên cấp 3 đi dạy thì thường phải mặc áo dài đúng không? Đúng rồi, tiếng gọi là phu đăng nó phu cư. Nhưng sẽ có những trường hợp nó sẽ lẫn lộn với phu sư với lại phu đăng. Tại vì giáo viên trường cấp 3 nào hầu như cũng đều mặc gì? Áo dài. Cho nên bạn có thể nói là phu sư nó phu cư cũng được. Hoặc bạn nói phu đăng nó phu cư cũng được. Khi bạn nói phu sư nó phu cư là ý bạn đang nói giáo viên cấp 3 trường nào cũng mặc hết trơn á. Cho nên nó chỉ là phu sư nó phu cư thôi. Nhưng mà nói vô cái cô đó bình thường cô cũng hay mặc áo dài nữa chứ không chỉ ở trường không, nên nó chuyển thành phu đăng nó phu cư của cổ, có nghĩa là cái bộ đồ mà cổ thường hay mặc. Ok. Dạ. Đi chủ đi nha.
là trong lúc dạy ngữ pháp cô có dạy các bạn về từ vựng luôn rồi, cho nên lấy cái đó mình lấy vô thôi ha. Rồi vậy mình về bài của mình. Vậy bây giờ phu đăng ken konamonotakara vậy có nghĩa là gì? Vì sức khỏe bình thường thôi. Có nghĩa là vì sức khỏe tôi vốn đó giờ nó chả có vấn đề gì cả. Cho nên là tsui, kashishite, chữ tsui đó, chữ tsui này nó làm mạnh tính cho teshima ở nghĩa là lỡ. Lỡ. À, mình lỡ. Cảm giác tiếc nuối các bạn. Ha. Bạn thấy tsui mà teshima là chắc chắn teshima ở nghĩa là tiếc nuối chứ không thể là hoàn thành được. Và đây mình lỡ gì? Mình lỡ mình kashishite, mình quá tin vào cái điều đó. Điều gì? Điều là mình đang có sức khỏe rất là bình thường đó giờ. Cho nên là mình karo de thao rete shimatta, nên mình đã ngã bệnh vì lao lực. Có nghĩa là bạn cứ nghĩ với cái năng suất làm việc như vậy, với cái tầm mình làm việc như thế là mình ổn, không sao hết. Mình phu đăng kim cầu đó giờ mà, tuy nhiên là mình lao lực hồi nào mình không hay. Được chưa? Hiểu câu này không? Ideska? Hai. Cuối tuần có vẻ xìu xìu ở nền hả? Cần, có cần trả bài sắp tinh thần lên không? Dạ thôi, tiếp rồi. Này có ba, chi chi ga bioki na mono desu kara iro iro to okane ga hitsuyo nan de. Câu này dễ, câu này nghĩa là gì? Vì bớt bị bệnh nên là cần rất nhiều tiền. À, cần rất là nhiều tiền, nhưng mà ở đây người ta không dùng là thật xăng mà người ta dùng iroiro. Đố bạn tại sao á? Chắc là có nhiều việc phải chi tiền. Sao? Có nghĩa là gì? Nếu bạn nói là okane ga takusan, là takusan no okane ga hitsuyo nan de, bạn cần rất là nhiều tiền, là đang cần về số lượng. Nhưng mà bạn nói iroiro to okane ga hitsuyo nan de, có nghĩa là cần tiền cho rất nhiều cái khoản khác nhau, ví dụ tiền viện phí, tiền thuốc men, tiền ăn uống, tiền người chăm sóc, nó là iroiro tốt. Bạn hiểu từ vựng khá ổn ha. Nào câu số 4. Sensei to wa shiranakatta mono de taihen shitsurei itashimashita. Vì to wa đó là gì ạ? To wa là mang cái gì đó. To wa là tất cả. Nào bạn phải hiểu chữ tối quà đó là gì nha, còn không hiểu là dịch sai á. Tối quà này không mà tối quà ý tối yêu cô tôi đẹp là vậy, giải thích là sao không sao đúng không? Tại vì nếu tối quà mà giải thích thì đằng sau nó phải là tối yêu cô tổ. Mà đây bạn thấy có mỗi tối quà không có tối yêu cô tổ, vậy là nó không phải nghĩa đó. Mà bạn thấy tối quà đi với động từ shiru, shirimasu, thì bạn phải hiểu tối quà đó đang là trợ từ cho hàng shiru. Hồi trước bạn học động từ shirimasu đi với trợ từ gì? Ố. Ố. Vậy trước ố là? Trước ố là danh từ. Trước ố là danh từ. Danh từ đó là danh từ gì? Thông tin. À, có nghĩa là ố. Shiru, o shirimasu trước đó là danh từ, nhưng danh từ đó thuộc vào yoho là thông tin, nó mới đứng đó được. Còn ở đây là to shiru thì trước đó nó chỉ đang là gì bạn? Nó đang là gì? Giống như to omo, to yu, nó trích dẫn rồi đúng không? Có nghĩa là gì? Bởi vì tôi không biết là giáo viên, tôi không biết cái người đó đó là giáo viên. Tố ở đây có nghĩa là hoặc là rằng là. Như bạn nói là à, Nihongo ga muzukashi to omoimasu, tôi nghĩ là, đúng không? Bạn dịch như vậy đúng không? Tôi nghĩ là tiếng Nhật nó khó đúng không? Hoặc là cô giáo nói là sensei wa nani nani to imashita. Đó là tố đó, bạn dịch là không? Đúng rồi. À. Thì đây cũng vậy thôi, bởi vì tôi không biết là giáo viên cho nên đã taihen shitsurei itashimashita. Taihen ở đây bằng với totemo, rất là thất lễ. À, tôi đã gì?
cực kỳ là thất lễ, tai hen là totemo nha, tai hen chứ đừng có dịch nó là vất vả rồi nha, không lẽ bạn nói là thất lễ cách vật vả nha. Tai hen là chữ chữ gì, chữ gì, chữ đại và chữ biến á. Tai hen là thường bạn dịch là vất vả, nhưng mà từ N3 trở lên bạn nhớ tai hen nó thay cho hàng totemo rất là nhiều. Khi hồi xưa bạn nói là totemo muzukashi, Nihongo ga totemo muzukashi desu, tiếng Nhật thì rất là khó, thì bây giờ bạn nói là Nihongo wa Nihongo ga taihen muzukashi desu. Taihen muzukashi desu. Ừ, khó một cách vật vã. Cô phải có câu xe cách chữ quá taihen desu không cô? Thì đó, ý là cuộc sống tôi thì nó vật vã quá đó, đúng nghĩa chữ vật vã luôn á. Thì lúc đó nó taihen nó mang nghĩa là gì? Vất vả nè. Nhưng mà bạn nói ở đây taihen mà mang nghĩa vất vả, bạn dịch vô nó không khớp. Mà ở đây đang đóng vai trò là phó từ. Còn bạn nói taihen kia seikatsu wa taihen desu đang đóng vai trò là vị ngữ và đang là tính từ, nó khác nhau ha. Còn bạn lật ngược hentai là biến thái nha. Ừ, đừng bạn nhân tai nha, hentai có nhiều bạn đọc các bạn nói à. Bạn nói nó rất là gọi là rất là suyên, bạn nói sai một cách tự nhiên luôn á, là cứ hentai cơ mà. Nihongo wa hentai muzukashi desu là tiếng Nhật nó khó đến mức hay. Còn nó là có hay. Mỗi lần lúc em mới học với mấy người bạn em ở trong ty cái đầu lại hỏi ông người Nhật, anh có đang hentai không? Rồi cái tụi em ngồi nghĩ chưa cười lúc đó đâu. Cái ngồi nghĩ nó hentai rồi hentai là cái gì? Cái tai hen mà. Cái mình lên mạng mình dịch ra mình cười quá chứ. À, ý thay vì nói anh dạo này công việc có vất vả không, nó anh dạo này công việc có biến thái không, không? Xong rồi nó lên tra cái từ đó ra mới cười quá chết nha, nói kiểu đó mệt lắm ạ. Một là bạn làm cho người ta bất ngờ, hai nữa là đôi khi bạn sai và bạn không có để ý người ta sẽ hiểu lầm, là dễ hiểu lầm ha. Ừ, từ vựng đừng có đảo lên đảo xuống nguy hiểm nha các bạn. Này 57 Monoka. Và nói luôn là Monoka là phủ định mạnh. Phủ định mạnh. Cô nhắc lại, Monoka là thể, cái hình thức, cái công thức thể hiện sự phủ định mạnh. Mới mốt bạn học phủ định mạnh nhiều lắm. Mà đã phủ định mạnh, nghe phủ định là biết không rồi đúng không? Không cái gì đó ha. Mà mạnh nữa, đâu dịch sao cho ra chữ mạnh, cái gì không? Tuyệt đối không. Đúng rồi, tuyệt đối là không. Nó bằng với lại dệt tai ní đi với phủ định hợp, chứ các bạn học tuyệt đối không cái gì đó đó. Nó gọi là phủ định mạnh. Tuy nhiên Monoka chỉ dùng trong Hanashikotoba thôi, có nghĩa là dùng trong văn bằng nào ấy thôi, mới dùng trong văn viết. Thì bạn sẽ thấy trong câu hoàn toàn không hề có thể phủ định, nhưng bạn vẫn phải dịch là không, tuyệt đối không. Công thức, tu sức, tu sức do danh từ đúng không? Động từ futsuke, tính từ đuôi y diễn nguyên y, tính từ đuôi na, danh từ có na. Tại hàng danh từ ở đây đặc biệt là danh từ na, chứ không phải danh từ no. Nhớ ha. Ê, nhớ ghi công thức nha, không có lười nha các bạn. Các bạn nào mà cứ ý đi, kể đi, trong sách nó có ghi rồi, đâu còn phải ghi nữa đâu. Làm mấy mốt các bạn trả giá, tại vì sao các bạn không có nhìn, các bạn không viết ra, các bạn không có nhìn. Khi các bạn ôn bài á, mình chỉ nhớ cái Monoka là tuyệt đối không, mình không có nhớ công thức. Nên một là chính tay các bạn phải ghi xuống đàng hoàng. Mà dù có biết trong sách nó có rồi, mình ghi theo cái kiểu của mình, để mình nhìn là mình biết ngay á. Ghi chưa? Dạ, ghi rồi. Xong á. Giỏi vậy. Kaita Bakari. Kaita Bakari hay, vừa mới ghi xong hả? Này, có một Anna Mazui Mise Nido to Iku Mono ka. Anna tiệm mà nó dở như này. Cái tiệm nó nghèo nàn chứ. Mà rơi là dở. Mà rơi là dở. Thì tuyệt đối không đi đến lần thứ hai. Đúng rồi. Cái quán mà dở tệ như thế đó đó, tuyệt đối không có đi lần hai. Tuyệt đối không đi lần hai. Này giống em bò xì. Mấy cái chỗ quán nào ăn không ngon là nghỉ luôn. Mà rơi á là dở. Còn mà nghèo á là mà sushi. Nó còn chứ. Mà sushi. Nhầm á, các bạn nhầm ha. Câu 2, makeru mon ka kondo wa zettai katsu zo. Cái chữ zo đến cuối cùng á bạn, đó là cái kiểu nói thể hiện cảm xúc của người nam.
Người Nam. Ở nam nó chữ vô, còn nữ thường hay nói chữ vô. Ikimasyo. Còn nè, nè bạn thấy nghe nói ikimasyo là ikuzo, bạn thấy cái nào mạnh mẽ hơn? Rồi. Bạn thấy ikuzo nó mạnh mẽ, nó dứt khoát hơn, thì đó là cách nói của nam. À, ikuzo Rồi. mình đi thôi nha. Còn nữ đó à, ikimasyo, ikuyo rồi nhá. Nếu nam mà nó ikuyo nghe nó hơi hơi yếu yếu đúng không? Này, mặc cho đưa cả tuyệt đối, Không được thất bại hả? tuyệt đối là không không thua. Để không thua. Con Lần này là nhất định phải phải gì chiến thắng. đúng không, lần này nhất định là quyết định là phải phải thắng cho bằng được rồi nha. Nếu mà thắng bảy này nhất quyết là phải đậu cho bằng được. Chơi. Chuối. Chơi. Câu ba. Y gai sa ni ide te kata na. Y mong ga mai ni chi zan yo de. Cái chữ thứ bảy chữ nhật đi chung với nhau mà đọc là gì? Manichi. Biết rồi, cô đọc tới danh cô đế rồi, tới Đô Nịch Chi. là Đô Nịch Chi này, thứ bảy chữ nhật. Đô Nịch Chi mo yashimi nashi đây. Nasi là chữ không, chữ vô. Nashi là nay á. Nashi Này. là nay là không. Vậy câu này nghĩa là gì? Mấy bạn có nghe tiếng chó sủa Có. không? Để em kêu nó im. Mõm nó lại Huệ ơi. Là y cái sàn này y đê tê vô cách tà na có nghĩa là gì? Vô được cái công ty Nhân tốt tiền tốt mà, mà. Yeah. thì vô cách tà na được quá ha. Cái bạn kia bạn nói là y mong cả được đâu mà được đúng không? Mỗi ngày sao dán vô đệ Mỗi ngày tăng ca thứ à, mỗi bảy chủ ngày đều nhật phải ngày tăng không có ca nghỉ đúng rồi, mà thứ bảy chủ nhật còn không có nghỉ nữa, tốt gì mà tốt được chưa? ừ. Cái y mong cả đó nghĩa là vậy. Còn nếu bạn dịch là tuyệt đối không tốt thì nghe nó có vẻ hơi bị cứng nhắc. Tốt đâu mà tốt, được đâu mà được, làm gần chết đây nè, được chưa? Này câu số 4. Cái anh nói doroku ca rồi nè, doroku ca, do roku ca, chữ gì chữ gì? Ủa chữ này cô nhớ nhập gặp rồi mà ta. Rồi đó Do đó. năng lực da nỗ lực Do là chữ da nổ, nổ lực, nỗ lực nỗ lực da ở đây có nghĩa là người. người Người đó thì đúng là một người nỗ lực. Doro cứ can na mong cả Doro ga i dake da yo. Nỗ lực đâu mà nỗ lực. Nỗ lực đâu mình nỗ lực Chỉ có đa kê chỉ là chỉ ha. Yodo ga y. Bạn có hiểu chỉ yodo là gì các bạn không? chỉ được một cái là Yodo ga y. Bạn có hiểu cụm từ nó là cái gì mình mới dịch được? Cha coi yodo là cái mẹo như là mua mẹo thôi. Rồi, yodo ga y có nghĩa là mưu mẹo, có nghĩa là bạn nhìn bề ngoài có vẻ là người rất nỗ lực, tuy nhiên là bạn làm được chỉ là do bạn có một chút mưu mẹo, một chút mưu tính trong đó thôi. Yodo ga y có nghĩa là chỉ toàn là mưu mẹo thôi, mưu mô thôi, chứ không có gì gọi là nỗ lực cả. Nhớ nguyên cụm từ luôn nha, yodo ga y có nghĩa là mưu mẹo. Chứ tiếng Việt cho đúng nha. Ok. Đại cha. Hey. Rồi mới học có ba cái mono đó đó nhớ không? Đầu tiên là mono hoặc là mon là gì? Tại bởi Chỉ lý do biện bạch thì nó bằng với hàng 56 monodacara hoặc mono đế đó là chỉ bây giờ mình bạch cũng là chỉ lý do biện bạch, và cái thứ ba monoka là tuyệt đối không nhớ ha. Ở N3 mình có ba cái mono đó thôi, bạn nhớ ha. Lên N2 nó có thêm mấy cái nữa. cô ơi Dạ. và cái mono nó là chỉ lý do rồi mà sao người ta thêm cà đà nữa, là Đâu? cái chỗ mono đã cà đà
À, monodakara, cái đó là monodeskara thôi. Nó là thuộc vào công thức đó My. Tại vì đúng ra nếu mà nói cho đầy đủ phải là monodakara, còn hàng ở trên đó, cái hàng mono, hàng mon đó, là tại nó biến thể đó. Nên là người ta hay nói là datemon. Trong văn nói các bạn, hoặc các bạn có phim nhiều chút, nó nói datemon nhiều lắm luôn á, trong phim á. Còn monodakara này nó còn nói lịch sử hơn một tí. Monodakara ha. Là cái mono không nó hay dùng trong văn nói. Đúng rồi, chỉ dùng trong văn nói thôi hà. Mon, cái mono, cái mon nó datemon chỉ dùng trong văn nói. Vậy là văn sùng xả nữa kìa. Là văn thân mật, có nghĩa vừa giống như cô với My hay cô với Long là đã quen lâu rồi mình mới nói chuyện theo kiểu này. Chứ còn hoặc là thường là người trẻ hoặc là mấy đứa con nít á, nó mới nói với nhau, chứ còn những người mà hơi hơi lớn tuổi họ cũng không dùng kiểu nói này trong cái văn nói của họ. Chắc về lâu mới nhớ. Cô ơi, mình đang ở buổi thứ 18 rồi nhưng mà trên YouTube mới nhận buổi thứ 12 như thế có sao không cô? À, để cô up lên. Dạ vâng. Dạ lỗi của em. Roman. Như trên cái YouTube gì nó thiếu buổi thứ 3, sao em tìm buổi thứ 3 mà em không biết. Bữa cô nói rồi, bữa thứ ba dạy hăng quá quên bấm quay đó chị à. Quên bấm thì con thấy không có bài đâu. nói chung là dạy Zoom mà dạy như thế này á, đôi khi hay quên bấm thì con mới xong hăng quá vô dạy luôn tới cuối luôn không nhớ bấm. Các bạn có lên coi không? Có chứ. Hôm trước đó đang nói với cô này. Hôm trước em ôn lại ngữ pháp mà sao em bấm vô nó bị cái gì nó không vô được. Hả? Vậy hả? À ý là bấm vô trong cái video hả? Video điểm hả? Ờ em kiếm trên YouTube có em mới vô cái trang hoặc Facebook rồi em mới vô cái link kia đó. À nó đâu. Bạn có vô trên YouTube bạn đánh cái tên cô Lan Rotary nó ra cho bạn một sọc. Xong bạn ghi là N3 online nó ra mấy clip đó. À. Ừ. Các bạn là khóa N3 online đầu tiên cô quay lại cô đưa lên á. Đầu tiên á. Hai chim mê luôn. Đây, Fukushima của Tokoro là mang đọc 4 câu đó giùm Tokoro học nhiều rồi nha. Giờ tới chùm của Tokoro. Chùm cuối. Câu 1, đọc dịch nghe anh Long. Lẹ đi, 8 giờ anh Trang đi coi phim. Long đâu rồi? Trốn luôn. My sang. Watashi no. Này đặt là chữ đường với chữ sở. Chōshō. Chōshō. Chōshō wa akaruku te sekkoku deki na tokoro desu. À, là gì vậy? Cái sek cho cơ thể là như là tích cực à tích cực. Sẽ có cơ thể là mang tính tích cực ha. Chô sổ chữ sở và chữ trường, chữ trường với chữ sở cho nó lộn thì nó là sở trường hay bạn nói là điểm mạnh thế điểm mạnh. Mạnh của tôi là thế mạnh của tôi là tích cực và cà rươi là sáng sủa, cái gì sáng gắn bóng đèn trên mặt hả? Thân đây này sáng phòng của tôi. Bạn mà sáng sủa bạn gắn đèn trên người bạn hay gì? Không, cái câu này gặp hay lắm. Ở đây gọi là seikaku ga akarui. Seikaku wa akarui. Tính cách mà akarui có nghĩa là cái người đó làm sao? Dễ hòa đồng hả? Năng động, hoạt bát, đúng rồi. Thì chữ social đó bạn còn cách gì nữa là gọi là ưu điểm. Ưu điểm của tôi là ở cái chỗ tôi là người hoạt bát và rất là tích cực. Tích cực ở đây có nghĩa ví dụ như là sếp giao cho bạn làm ABC làm xong trước cái thời hạn, bạn chạy nó sếp em làm xong rồi sếp giao cho việc khác, tôi nói ví dụ vậy đó, chính là người sếp cô cực. Tích cực lúc nào bạn cũng muốn tiến lên nè. Muốn ngày càng mình tiến bộ, ví dụ học N3 có rồi à, em học N2, N2 rồi em học N1, ví dụ như thế. Bạn luôn luôn có cái hướng muốn gọi là mình trở nên tốt hơn. Thì Tokoro ở đây đang diễn tả cái gì?
Thời gian, người, rồi cái gì, người à, điểm, điểm. Bạn thấy đằng trước nó là watashi no chōsho, ưu điểm của tôi là cái chỗ đó đó, là cái chỗ đó, đúng rồi, cái chỗ cái đó, đó đúng không? Ừ, thì nó gọi là tokoro. Tokoro đây nó giống giống với chuyện cô tồi á. Bạn để nha, chōsho, người của chōsho là gì bạn? Ưu điểm, nhược điểm hả? Người của trường là gì? Đoạn. À, đúng rồi, của trường là đoạn, chōsho với lại thanh. Thanh, thanh sổ. Là thường bạn đi phỏng vấn người ta hay hỏi lắm á. Đúng rồi. Như như bạn hãy nói về chōsho với lại thanh sổ của bạn cho tôi nghe ơi. Sở trường của bạn là gì, sở đoạn của bạn là gì, chắc chắn là ta sẽ hỏi. Nên bạn chuẩn bị sẵn đi. Có cái câu này nè, Akaru đó. Ừ. Nói chung người Nhật họ thích những người say ca cười đó, Akari, những người mà tính cách họ hoạt bát năng động chút xíu, nhìn vô cái mặt họ thấy sáng sủa, tối sủa. Cái bạn nghĩ buổi sáng vô mà thấy mặt cứ âm âm u u thì thấy nó sao bạn? Nó mệt mà. Đã sáng thứ hai vô nhìn thấy cái mặt thấy muốn hết làm sáng. Cho nên lúc nào cũng phải là cười tươi vui vẻ. Đó cũng là một trong những cái áp lực cho những bạn làm cho công ty Nhật. Mình đang rất là mệt cũng phải gán cười mình tươi tắn lên chứ không có buồn. Giống như làm dâu. Các bạn thấy Việt Nam của mình vô công ty dễ biết lắm. Vô thấy đôi khi mà đang deadline mà ăn căng lắm. Vô ăn căng, căng như dây đờn. Hoặc là sáng sớm vô mà thấy mặt buồn buồn là biết chắc tối hôm qua gây lộn gây lạ gì với người gia đình rồi. Chứ mà người Nhật bạn nhìn bạn cũng khó biết lắm. Tại vì họ nào cũng cười hết, nhưng mà bên trong lòng họ nghĩ cái gì bạn không có biết được. Câu thứ hai, imakara dekakeru tokoro da. Học rồi. Từ bây giờ thì đi ra ngoài. Tokoro ở đây chỉ cái gì? Tôi bắt đầu đi ra ngoài. Biết rồi. Sắp đi vừa làm gì đó. Imakara tokoro da đúng không? Một chút bạn học imakara tokoro da hoặc là gì? Ima te iru tokoro hoặc là gì? Tatai ma watta tokoro. Ba có chút các bạn học rồi đều chỉ tokoro da hết, mà tokoro lúc này đang chỉ gì? Nơi chốn, thời gian. Thời gian á bạn ha. Tokoro đây đang nhấn mạnh cái điểm thời gian. Trong cả một cái chuỗi sự việc, ví dụ imakara dekakeru tokoro da có nghĩa là tôi sắp đi ra ngoài giờ nè. Nó đang chỉ cái điểm thời gian trước khi bạn làm cái hành động đó một chút. Còn tê đưa là nhấn vào cái điểm thời gian bạn đang làm. Và ta tokoro là nhấn vào cái thời điểm bạn vừa mới làm xong. Còn nhớ bài không? Ta tokoro vừa mới làm xong. Cái ta bakari đó con. Cái ta bakari với lại ta tokoro là nó khác nhau. Nó xa luôn á. Khác nhau xa. Một cái là vừa mới xong trong 5 đến 10 phút, còn một cái kiểu như cảm nhận của bản thân mình không chính xác. Giống như hồi nãy mà cô hỏi các bạn viết xong chưa cái lông á, kaita toko kaita bakari á, thì thật ra cái đó bạn phải nói là kaita tokoro mới đúng. Đúng rồi. Bakari là làm được một khoảng thời gian rồi. Có nghĩa tokoro là cái tay bạn vừa viết dứt cái dấu chấm cuối cùng thì bạn mới gọi là kaita tokoro. Rồi, còn mà cái hàng ta bakari nó có một cái khoảng cách ở giữa một chút xíu. Ví dụ bạn vừa mới viết xong khoảng 5-10 phút sau, câu hỏi là các bạn đã viết bài ngữ pháp chưa? Dạ, kata bakari desu ha. Ví dụ cho nên là khi mà bạn nói những cái câu, ví dụ cái lúc mà tôi vừa mới đến Nhật á thì tôi không có biết tiếng Nhật, thì chắc chắn với bạn nó phải là gì? Kita tokoro. Khi tôi vừa mới đến Nhật, Nihon ni Nihon e kita tokoro no toki. Chứ không có ai nói là Kita Bakari hết. À Kita Bakari chứ không nói Kita Tokoro. Cô xin lỗi. Tại vì sao? Vì sao phải là Ta Bakari mà không phải Ta Tokoro? À, đã đến Nhật thì Mới tập trung sân bay. Có nghĩa là khi mà bạn nói Kita Bakari có nghĩa là bạn đến Nhật được một khoảng thời gian rồi. Bạn cọ sát được với tiếng Nhật bên đó rồi, bạn mới biết là Watashi no Nihongo wa zenzen yokunai desu. Bạn mới biết là mình không có biết tiếng Nhật hoặc mình không nói được tiếng Nhật. Chứ còn nếu như bạn nói là Kita Tokoro là bạn vừa mới đặt chân xuống khỏi máy bay thôi. Thì bạn không thể nào biết được chuyện đó. Hiểu ý cô nói không ạ?
Cho nên cái tokoro và bakari nó khác xa nha. Nhưng các bạn để ý giùm cho cô. Ta bakari là phải có một cái khoảng cách ở giữa, nó cách nhau khoảng một lúc rồi. Còn cái lúc đó dài hay ngắn là tùy thuộc kiểu cái người nói á. Thí dụ như đối với bạn 3 tháng là nó ngắn thì bạn dùng bakari, nhưng đối với Hòa có thể 6 tháng cơ là em cũng vẫn thấy ngắn thì Hòa vẫn có thể dùng ta bakari được bình thường. Được chưa? Này câu số 3 là ima go ha tsukutte iru tokoro da, đó chính là verb te iru tokoro, là nó nhấn mạnh vào cái điểm thời gian bạn đang làm cái hành động đó. Bây giờ tôi là cái lúc mà tôi đang ăn cơm nè. Thay vì bạn nói ima go ha tsukutte imasu thì rất là bình thường, bây giờ tôi đang ăn cơm nè. Nhưng mà bạn nói ima go ha tsukutte iru tokoro da là bây giờ là cái lúc mà tôi đang ăn cơm, là bạn đang nhấn vào trong cái điểm đó. Được chưa? Bạn nào với N4 không kỹ thì mở clip N4 cô ra coi lại đi. It is ka? It is. Này. Này. Còn câu 4 là thật tay mà khai tê kì tà tô cô rồi đó. Thật tay mà là gì? Thật tay mà. Mới lúc nãy. Vừa nãy. À lúc nãy đúng không? Thật ta y mà. Thật ta y mà. Nhưng mà khi mà người Nhật nói nhanh các bạn sẽ nghe thành thật thay mà. Thật thay mà. Nó đọc liếng chữ ta y ở giữa thành chữ thay, thật thay mà. Nhưng bạn nghe đôi lúc của mình, đôi khi mình nghe không ra. Có nghe tôi vừa mới về đến lúc nãy thôi. Được chưa? Rồi. Rồi vậy 58 này là vấp ta tokoro nè. Ta tokoro thôi chứ không có đẻ. Mà ta tokoro này là đứng giữa câu. Bạn đọc thử y mi coi nó nghĩa là cái gì? Đứng giữa cao nè. Ta tokoro thôi nha, chứ không có đẹp nha, không có đế nha. À, nếu sau khi là một vế thì cái vế kia là kết quả. Đọc y mi rất là hay cho nên không có đâu có hiểu nó nói gì. Bạn thấy ta ra mà kẹt ca là bạn phải biết là sau khi làm A có kết quả là B. Tara nó có hai nghĩa, lần một là giả định, hai là nhấn mạnh về thứ tự thời gian. Là bạn thấy Tara mà kẹt ca là chỉ có gì nhấn mạnh về thứ tự thời gian thôi. Có nghĩa Takotokoro này là sau khi bạn làm A thì có cái kết quả là B. Cô nhắc là sau khi mình dịch là sau khi A thì B. Đó giờ bạn học nhiều cấu trúc sau khi rồi đúng không? Đúng rồi, sau khi quá trời luôn. Thí dụ. Ví dụ sau khi. À vấp ta toki nè. Cái gì nữa? Tara. 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 Tiếp đi. Ta bị ní. Ta bị ní là cứ mỗi lần anh trai. Một lần mà. Có nichirete thì không? Các bạn đang nói ở N3, cô đang nói N4 á. Ta gì? A-tô A-tô-đế. Đúng rồi, A-tô-đế nữa nha. Mà khi mà nói sau khi A thì B là bạn nhớ tới công thức nào đầu tiên? Ta-tô-tàm. Tekara. Tekara. Tekara để cho. Ok. Rồi, thế bây giờ mình đọc. Ở đây nó cũng chỉ có vấp ta thôi à. Vấp ta tokoro thôi. Vậy bạn giờ mình đọc hết ví dụ và bạn nhớ kỹ coi là thế bây giờ ta tokoro nó khác gì với ta tổ đế với những cấu trúc mà sau khi hồi đó bạn đã học. Nó khác nhau xa lắm. Nó vẫn chỉ là sau khi nhưng mà nó khác nhau. Xa lắc à. Đẳng cấp N3 à. Cái này làm xong thì cho ra kết quả là cái kia. Tê cà ra đồ là thì cứ làm rồi là... chỉ thứ tự á. Tê cà ra nó chỉ tê cà ra là vốn dĩ nó chỉ thứ tự để hành động thôi. Sau khi ăn cơm thì tôi đi ngủ, hoặc là sau khi thức dậy thì tôi đánh răng. Nó đang chỉ thứ tự giữa hai hành động. Mà tê cà ra là chỉ có động từ thôi. Còn mà ato đế thì bạn thấy nó có gì nữa? Atore. Yeah. Danh từ. Danh từ. Thế bây giờ mình coi tatokoro này thì như thế nào? Ở đây nó chỉ có động từ bất ta thôi. Này, câu thứ nhất ha. Sensei ni onegai shita tokoro.
Kokoroyoku hiki ukete kudasatta. Onegai là gì? Làm ơn, làm giáo. Nhờ mà. Nhờ. Là sau khi mà nhờ giáo viên thì ha. Kokoroyoku bạn đấy nha, kokoroyoku là từ tính từ kokoroyoi. Kokoroyoi. Mà kokoroyoi có nghĩa là một cách thoải mái, sảng khoái. Ghê đi nha, tự giận không á, mà kokoroyoi là từ vựng của N2 không? Có một chữ một mà nó nhiều từ. Kokoroyoi các bạn ha, kokoroyoi. Nó là sảng khoái, là thoải mái. Còn hiki uke là gì? Hiki là kéo, uke là nhận, có nghĩa là tiếp nhận. Bạn nhận cái đó, hiki uke. Hiki uke te kudasatta, kudasaru kính ngữ của kudasaru. Te kudasaru là kính ngữ của gì? Đúng rồi, te kureru, te kuremasu. Vậy câu này dịch sao? Sau khi mà nhờ giáo viên thì te kureru, te kudasaru dịch sao? Ghi nhận được cái bạn. Bạn nhớ cách dịch của te moraru, te ageru với lại te kureru nha. Te moraru là mình được, tôi được ai đó làm gì đó ha, tôi được ai đó làm gì đó. Còn te ageru là tôi làm cái gì đó cho ai đó. Còn te kureru là ai đó làm cho tôi. Vậy ba không? Các bạn thường xuyên quên cách dịch của ba cái đó, lộn lắm. Sau khi nhờ thầy nhờ thầy thì tôi được. Tôi được là te moraru, còn ở đây te kureru. Tôi được thầy làm cho sao phải. Dịch nghe hiểu lầm quá. Rồi, có nhắc lại ở đây là te kudasaru chính là te kudasaru có nghĩa là ai đó làm cho mình, tức là thầy làm cái gì đó cho mình. Là sau khi tôi nhờ thầy thì thầy đã nhận cái việc đó một cách rất là thoải mái giùm cho tôi, có nghĩa là thầy không hề phàn nàn, không có từ chối, cũng không có nói tới nói lui mà tiếp nhận cách rất là vui vẻ. Được chưa? Ok. Ổn không bạn? Rồi nói thầy ơi, thầy sửa giùm em cái bài văn để em apply học bổng. Thầy nhận rất là vui vẻ, thầy không có từ chối, thầy không có hẹn, thầy không có tỏ vẻ là khó chịu, ví dụ vậy. Gọi là kokoroyoku hiki uke được. Được chưa? Rồi. Một câu nha. Câu 2. Sensei no otaku e ukagatta tokoro. Ukagatta từ ukagau, kính ngữ là khiêm nhường. Khiêm nhường. Khiêm nhường của, các bạn nói khiêm nhường mà nó khiêm nhường của cái gì? Khiêm nhường. Của cái gì ta? Của Ikimasu. Mà đây đặc biệt bạn thấy otaku e ukagau là bạn đến thăm nhà ai đó. Đến thăm nhà đó, mình đến thăm nhà ai đó mà cái người đó có vai vế lớn hơn mình cho mình dùng ukagau. Là sau khi tôi đến thăm nhà thầy, tôi đến nhà thầy thì ai ni ku sensei wa orusu katta. Rusu wa không có thấy thầy. Rusu là vắng nhà. Vắng nhà. Chữ ai ni ku là bạn ghi luôn nhé. Ai ni ku là không may. Không may. Unluckily á. Unlucky đó. Không may là thầy lại vắng nhà. Sau khi tôi đến nhà thầy thì không may là thầy vắng nhà. Có gì khó đâu phải không? Cái gì cũng khó cô. Hơi khó dịch. Hơi khó dịch đó hả? Không, chẳng qua tại từ bột lên nó hơi lạ. Đầu khó rồi có ba nè. Itokuchi tabete mita tokoro hottemo oishikatta. Mới ăn thử một miếng thôi mà đã thấy ngon rồi. À, sau khi tôi ăn thử một miếng thì nó rất là ngon. Rất là ngon. Dạ, đúng không? Câu 4 là shirabete mita tokoro imai jijitsu ga wakatta. Jijitsu là chữ sự và chữ thật. Nó là sự thật luôn á. Còn igai, ý ngoại có nghĩa là ngoài dự đoán. Mình không có nghĩ tới chuyện đó. Không nghĩ là xảy ra chuyện đó. Có nghĩa là sau khi
Tôi tìm hiểu mà. Thử tìm hiểu thì tôi đã biết ra được nhiều cái sự thật khác. À, một cái sự thật là sao? Bất ngờ ngoài dự đoán. Được nha. Câu 5 thì Sashiburi ni taiju o hakatta tokoro yahari fuete ita. Rồi sau khi mà tôi cái này là lâu lắm tôi mới cân. À, sau khi lâu lắm rồi tôi mới cân lại cái trọng lượng của mình thì quả nhiên là nó fuete ita. Mặt lên. À, nó tăng mặt lên. Cái gì fuete ita bạn nghe? À, mình mập lên. Tai chiu. À, tai chiu gấp vui tê. Tai chiu. Rồi, tai chiu gấp vui tê là cái thể trọng bạn nó tăng lên. Rồi. Vậy bạn đọc xong năm câu ví dụ rồi bạn thấy nó có khác gì với ta tù đế hay những cái khác mà bạn nó học không? Nó rất là liên quan đến nhau. Nó diễn tả sự thay đổi. Đó, có sự thay đổi luôn hả? Đâu em nói nghe nè, các bạn muốn biết nó thay đổi hay không á, các bạn phải dựa vào động từ. Ví dụ như câu số 5 fueru đúng là diễn tả sự thay đổi, nhưng bốn câu còn lại có phải là thay đổi không hay chỉ là trạng thái thôi? Trạng thái nó chỉ là trạng thái thôi. Còn câu số 1 nó không phải trạng thái nên nó đang là hành động. Có nghĩa là phía sau của nó có thể là hành động, có thể là trạng thái và có thể là động từ diễn tả sự thay đổi luôn. Thì đó là cái việc mà và cách tà gì ta bất vẻ và cách tà là cái thứ nhất bạn ấy nhìn câu năm câu đó đang ở hiện tại, quá khứ hay tương lai? À, quá khứ. Tất cả đều là quá khứ luôn. Năm câu đều là quá khứ. Câu 1 là Kudasatta, câu 2 là Rusudatta, câu 3 là Oishikatta, câu 4 là Wakatta và câu 5 là Fueteita là đều là quá khứ. Có nghĩa là Tatokoro này nó diễn tả những sự việc đã xảy ra trong quá khứ rồi. Ha. Các bạn thấy nó khác với Tatoki. Với Tatoki chẳng qua bạn cho nó à sau khi A thì B thôi, còn quá khứ hay hiện tại nó không có liên quan. Bạn coi lại bài Toki đi ha. Cả Tekara cũng vậy. Tekara chỉ diễn tả thứ tự giữa hai hành động thôi. Mỗi sáng thức dậy, sau khi thức dậy tôi đánh răng, cái đó câu đó ở thể gì? Quá khứ hay hiện tại? Hiện tại với đang diễn tả thôi. Còn Tatokoro này lúc nào cũng ở quá khứ hết. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn thấy nè, cái kết quả đằng sau các bạn, cái kết quả đằng sau của Tatokoro này nó là cái diễn ra một lần hay là thường xuyên lặp lại nhiều lần? Theo như bạn nghĩ? Theo nghĩ thì một lần thôi. Nó chỉ diễn ra có một lần mà thôi. Giống như bạn xem cái Onegai thì bạn Onegai một lần, chứ không lẽ ngày nào bạn cũng Onegai, sáng Onegai một lần, trưa Onegai một lần, chiều Onegai một lần, chắc thầy chạy mất. Thầy gọi nhất là cái bán nhà. Cô nhắc lại ha, Tatokoro diễn tả quá khứ và nó đang nhấn vào trong kết quả có được sau khi làm thằng A, và cái kết quả đó là nó chỉ diễn ra một lần trong quá khứ thôi. Kịp không? Kịp không? Gây đi ngang. May mốt quá, một đống Tokoro hoặc là một đống Tokoro là cái chuyện mà bạn lộn lên lộn xuống, giống như nãy Mono, Monoka, Monodakara, đúng không? Là bạn đã muốn lộn lộn rồi ha, nhưng mà cái đó là bạn lộn về mặt là nó chung là hàng Mono, nhưng khi các bạn ráp những cái hàng có nghĩa chung với nhau giống như Tatokoro, Tekara, Tato Đế đều là sau khi, bắt đầu bạn lộn qua cái chỗ là ở lúc nào, sau khi nào. Bà hiểu ý cô nói không? Hiểu cô nói không các bạn? Dạ hiểu. Có nghĩa các bạn học, một là mình đi theo, mình phân tích bài theo chiều dọc, và thứ hai là đi theo chiều ngang. Đi theo chiều dọc có nghĩa là bạn gom cái gì nó giống nhau, gom vô, ví dụ như Tokoro, gom hết đống Tokoro vô. À, học chung một đống Tokoro, học chung một đống Mono, học chung một đống Koto. Nhưng mà khi các bạn học, các bạn phải phân theo chiều ngang, cái bây giờ là chung cái nghĩa. Thì mình có những công thức nào mình nêu ra là các bạn học phải vừa theo chiều dọc vừa theo chiều ngang, vậy mình mới nhớ bài. Được chưa?
rảnh không có chuyện gì làm cứ lấy bài đó, à cái nào sau khi mình học bao nhiêu cái sau khi mình cứ nêu ra ha. Mình học bao nhiêu cái trước khi hay là mình học những cái gì nó giống nhau mình cứ nêu ra, đứng kế bên nhau coi coi nó khác nhau cái chỗ nào được chưa. Này 59 cũng tô cô rồ mà bây giờ ní é ố đế từ lưa. Tô cô rồ ní, tô cô rồ é, tô cô rồ ố, rồi tô cô rồ đế ha. Nhà imi của nó là gì nè? Imi là cái ba men, di tên thời điểm, biết được chữ di tên. Ba men là gì biết không? Chữ gì? À, chữ trường với chữ diện. Ba men là giống như background là hoàn cảnh á. Di tên là thời điểm, còn côi là hành vi. Thủ đoạn. Hành vi là định dịch thủ đoạn nghe ghê quá. Thử sao? Thủ đoạn. Rồi đăng cai đây là giai đoạn. Giai đoạn. Đoạn dai là cây đăng. Đúng rồi. Có nghĩa là tokoro này nó có chức năng giống như cái hàng vấp rư tokoro đà, ti rư tokoro đà, sờ vấp ta tokoro đà. Nên bây giờ học là nó nhấn mạnh cái thời điểm. Vậy thì khi nào nó ní, khi nào ế, khi nào ố, khi nào đế? Nhấn mạnh thời điểm. Thì giống như tôi có đồ đạc nãy cô nói bạn, mình cũng dịch là đúng vào lúc gì đó. Như đúng vào lúc đang làm gì đó, đúng vào lúc sắp sửa làm gì đó, đúng lúc vừa mới làm gì đó, đúng lúc định làm cái gì đó. Y chang vậy á. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái trợ từ đằng sau nó là có lúc ní, có lúc ế, có lúc ố, có lúc đế. Thì khi nào nó là cái nào? Mình đọc ví dụ ha. Nai yo de yo to shita tokoro ni denwa ga kakatte kita. Bạn gọi điện thoại là gì? Denwa kakeru. Còn denwa ga kakaru là nhận điện thoại. Nhận điện thoại. Lúc nào cũng dịch nhận điện thoại, bây giờ đâu có ra. Denwa o kakeru là bạn gọi điện thoại, còn denwa ga kakaru là điện thoại nó gọi đến. Thôi gọi đến. Đây những là trạng thái như ê điện thoại gọi đến kìa. Trong lúc tôi đang ở nhà. Đen gọi là cách Tekita là điện thoại nó gọi đến mình cho nên mới Tekita, nó hướng về mình nữa Tekita ha. Còn đằng trước quốc vô Toshita là đen chỉ dự định. Tôi đang định ra ngoài thì hỏi gọi đến. Đúng lúc tôi định đi ra khỏi nhà là cái chân bạn nó bước chắc được nửa bước ra khỏi ra khỏi cái cửa rồi đó. Kêu tan lên. Là điện thoại nó gọi đến, điện thoại nó reo lên. Thay vì người ta nói điện thoại đeo lên, người ta nói điện thoại gọi đến, nghe nhau, được chưa? Vậy lúc này nó là tokoro ni. Bởi vì nó đang chỉ jiten, thời điểm. Điện thoại nó gọi đến đúng như trong cái lúc mà tôi định đi ra khỏi nhà, cho nên nó là phải là ni. Nó là jiten, cho nên nó là ni. Kiếm ta. Ok. Này, câu 2. Jigochu ni inemuri shite ru tokoro o sensei ni mitsukatte shimatta. Inemuri là ngủ ngủ quên. Ông trong lớp không kêu ngủ quên mà là ngủ gật. Có nghĩa là gì? Trong lớp học thì dịch nghe coi. Đang trong giờ học thì bị cô giáo phát hiện. Bị cô giáo phát hiện là ngủ gật trong giờ học. Bị cô giáo phát hiện là đang ngủ gật trong giờ học. Chị lúc này nó phải là tokoro ố không ní. Đố bạn vì sao? Imari là phải ố. Cái thằng Imari Shiteru đang nằm trong mệnh đề của tokoro. Nếu xét vào mặt gọi là phân tích cấu trúc á, là cái hàng Inemuri Shiteru đang bổ nghĩa cho tokoro. Mà tokoro này đang bị chi phối bởi động từ Mitsukaru đằng sau á. Bị giáo viên phát hiện cái vụ gì thì nó ố. Được không? Kịp không? Có nghĩa là nó ố là do gì bạn, động từ đằng sau nó yêu cầu á. Nên nó ố ha. Rồi câu 3. Câu 3 thì lại là đế. Nhức nách nha.
Đó ế kỳ ni chú ý ta tô cô rò đè sai phở và sơ đê tê kì ta cô tô ni bì gà chú ý ta. À, tới nhà ga rồi tôi mới nhận ra là để quên ví ở nhà. Đúng rồi, vậy tại sao nó đế nè? Trời ơi, mẹ cũng nhầm đế với ní đó thiệt. Thì cái ba men. Ừ, đúng rồi, giỏi. Tại câu số 3 này là gì? Cái hàng sai vô và sudete kita koto ni kì ga chui ta đó, nó diễn ra trong cái bối cảnh là eki ni chui ta. Nó thuộc vào ba men, cho nên nó phải là đế. Là vô cái lúc mà tôi đến nhà ga, đúng lúc tôi đến nhà ga thì tôi mới phát hiện ra là tôi để quên cái bóp. Cho lúc này nó phải là tokoro để có cái chuyện bạn phát hiện ra mình để quên bóp, nó xảy ra trong bối cảnh là bạn đã tới nhà ga rồi. Ok, nó xảy ra trong bối cảnh bạn đã đến nhà ga rồi, cho nên nó là tokoro đế, được chưa? Nó thuộc ba men đó bạn, nó thuộc ba men đó thì nó là đế. Câu số 2 là thuộc vào koi, là hành vi, là do động từ đằng sau nó ố. Còn câu số 1 là do jiten, là nhấn mạnh thời điểm thì nó là ni, được chưa? Ok. Là câu 4 là imano tokoro, chả ế, chả ê, đế, chả ố, ní gì á. Imano tokoro thôi nha. Daigaku in shin gaku wa kangaete inai. Vào cái lúc này đây thì cái chuyện mà học lên cao học tôi không có nghĩ đến. Đơn giản không? Dạ. Imano tokoro bình thường à. Đúng vào cái lúc này đây nè, hiện tại nè. Bạn đang nhấn vào cái hiện tại. Ha, thì tôi không có nghĩ đến cái chuyện học lên cao học. Thì nó không có ế ố đế gì khỏi cái bàn. Rồi câu 5. Y tokoro e kita kono nimotsu hakobu no tetsudatte. Câu số 5 là bạn hay nói đó. Đến đúng lúc quá. Đến đúng lúc quá hen. Bữa đâu rồi. Phụ tôi khiên hành lý này đi. Trời. Anh nói đúng lúc là vậy á, ý là nói đúng lúc quá phụ đi thì nó là ế, tại nó đi động từ kuru là ế thôi. Được chưa, được chưa? Nhưng mà bạn ơi, ở trong thi GPT chả ai cho bạn tokoro ni ế ố đế để mà chọn hết á. Rất là hiếm. Rất là hiếm, nó chỉ có thể cho bạn chọn giữa tokoro nghĩa này với tokoro cái hàng tokoro đáp tả đằng sau thôi. Lát coi chút 60 bạn học á. Chứ ít có ai cho bạn chọn giữa ní ế ố đế lắm. Cho nên cô chỉ phân tích cho bạn hiểu vậy thôi. Chứ còn vô bài thi á, nó ít có đụng tới phần này lắm. Chứ quan trọng mà chị giới cho cô là vóc ta tokoro ní ế ố đế gì đó diễn tả là sau khi làm A. À đúng lúc làm A tới thì có cái gì đằng sau đó là được rồi. Ủa tới đây hiểu không ta? Ủa cô vậy cái tokoro ní ố ế đế gì á, nó có nhấn mạnh cái thằng B giống như thằng ta tokoro luôn không cô? Nó không nhấn mạnh đâu. Okay. Là 60 là tokoro đáp tà. Tokoro cuối câu thôi. Tokoro mà đáp tà đã biết đến cuối câu rồi. Và đây là nó có hai nghĩa nha, nó có hai nghĩa rồi. Hai nghĩa. Công thức thì như nhau là verb ru tokoro datta thôi, chứ không có cái gì khác, không có tính từ y, tính từ nam, không có danh từ gì cả. Tuy nhiên tokoro datta này nó mang nghĩa là suýt chút nữa. Suýt chút nữa là xong. Có nghĩa nó có hai nghĩa. Một là suýt chút nữa cái chuyện gì đó nó đã xảy ra nhưng may là nó không xảy ra. Thì bạn nghe là bạn biết chuyện tiêu cực hay tích cực? Tiêu cực. Tích cực. Nói suýt, tiêu cực chị ơi. Ý nó suýt chút nữa là tôi trễ giờ học rồi nhưng mà hên quá không có trễ. Hoặc suýt chút nữa là bị xe đụng rồi mà hên quá né được. Ví dụ vậy. Đó là nghĩa thứ nhất. Có là những chuyện đáng tiếc suýt chút nữa nó xảy ra, tuy nhiên là nó không xảy ra. Này có số 1. Tự ghi nghĩa đi nha. Eki no home de osarete ayauku senro ni ochiru tokoro datta. Homu là cái gì bạn? Homu là cái trong cái mà. Homu nghe chữ homu thường hay nghĩ đến chữ home là nhà đúng không? Mà phải cái nhà không? Dạ, cái gì nè? Nhà cái phòng, cái mà. Hội trường á.
Ekinohome là cái phòng chờ, cái nhà ga, cái nhà ga. Rồi suýt chút nữa thì Osarete là cái gì bạn? Này là Oshimas, là ấn đặt nhấn. À, mà đang chia ra, đang chia theo đó chuyện gì? Sai khí. Sai khí. Bị động chị ơi, sao các bạn lộn sai khí với bị động vậy ta? Ồ em có lộn hoài. Không sao cả. Hay là cũng bị lộn. Cô nhắc lại là sare, rare là bị động hoặc là khả năng, còn sai khiến là sare. Sase. Sare là bị động. Sase rare là bị động sai khiến luôn. Đúng rồi. Bạn nhớ hai cái bị động với sai khiến giùm cho cô trước đó đã, còn cái bị động sai khiến từ từ. Bạn quên hoài. Mình giấu rồi. Nói đây là gì? Mình bị đẩy ở nhà ga. Ajauku là mạnh nghĩa cho Tokoro Datta. Ajauku bản thân nó mang nghĩa là suýt cái gì đó. À, suýt chút nữa thì mình Ochiru là mình rớt. Senro là rớt xuống đường ray. Senro là đường ray. Vậy là mình có rớt xuống chưa? Chưa. À, chưa nha, chưa nha. Mặc dù Tokoro Datta là thấy quá khứ nhưng mà hành động ở trong là nó chưa xảy ra. Suýt thôi mà. À, đúng rồi. Này, câu thứ hai. Để kakeru toki isoide ita node mou sukoshi de saifu o wasureru tokoro datta. Câu này dễ ờm. Khi đó nhà xem chút cũng như quên ngủ. À vậy khi đi ra ngoài thì tôi vội vã cho nên một chút xíu nữa thôi. Mou sukoshi để một chút xíu nữa thôi là tôi để quên cái ví ở nhà rồi. Nhưng mà có để quên không? Không, có nghe bạn ý, nhưng cô quan trọng là ở Tokoro Datta này vốn chỉ hành động nó không có xảy ra, nó chưa có xảy ra. Câu 3, kanojo ga chui shite kurenakattara damasareru Tokoro Datta. Sorry mà. Damasareru. À, damasu là lừa đảo. Lừa đảo, lừa gạt, damasu. Còn đà ma xà rê rơ chia thể gì? Đà ma xà rê bị động. Đúng rồi, bị bậy. Động. Nghe chứ xà rê là biết bị động. Bị lừa. Bị lừa gạt, bị lừa đảo. Rồi, chiêu y đây là gì? Nhắc nhở. Rồi, dịch. Cô ấy mà không nhắc nhở tôi là suýt nữa tôi bị lừa. Ờ, đó là mình có bị lừa chưa? Chưa. Hay là ở nghĩa thứ nhất này, những việc không may suýt chút nữa xảy ra và bạn cảm thấy là may mắn khi nó không xảy ra. Còn ở nghĩa thứ hai thì nó ngược lại. Ngược lại, những cái việc mà bạn mong muốn một chút nữa thôi là có thể hoàn thành, nhưng đáng tiếc là bạn không hoàn thành được. Ghi kịp không bạn? Cô nhắc lại lần nữa, ở trên là bạn cảm thấy may mắn khi cái chuyện không may nó không có xảy ra. Suýt chút nữa xảy ra nhưng không xảy ra. Còn ở nghĩa thứ hai là ngược lại, một chút nữa thôi là những việc bạn mong muốn nó đã được thực hiện, tuy nhiên là rất đáng tiếc nó không thực hiện được. Cũng nghĩa là suýt chút nữa đó, nhưng mà ở dưới thì lại là nghĩa ngược lại. Một cái tiêu cực, một cái tiêu cực. Đúng rồi, ở trên là mang nghĩa tích cực, việc thì là việc tiêu cực, tuy nhiên việc tiêu cực không xảy ra trên mang đang mang nghĩa tích cực. Còn ở dưới bản thân nó là những cái việc tích cực, tuy nhiên kết quả không như mong đợi, nên thành ra nó đang diễn tả những cái việc tiêu cực các bạn. Ủa hiểu không ta? Chừng lộn nha. Ừ, dạ hiểu. Nếu như bạn thi nào bài á, suýt chút nữa là em làm chọn bài để cô, nhưng mà cuối cùng là không có kịp giờ. Ha. Này, câu số 1 là Shiken no Toki là khi bạn đi thi á. Thường xuyên nghe câu này nè. Ato skoshi de kaki owaru tokoro datta no ni beru ga natte shimatta. Ato skoshi de là gì vậy? Một chút nữa thôi. Ato là còn ha. Còn một chút nữa. Còn một chút nữa thôi. Là xíu chút nữa là em viết xong rồi đó cô, kaki owaru. Nhưng mà beru ga natte shimatta. Beru chuông nó reo lên hết giờ. Đúng rồi, nhưng mà chuông lại reo lên mất rồi. Có nghĩa cuối cùng bạn có viết xong không?
Không. Không nha, bạn cà kia Owarana cáp tà không có viết xong được. Và bạn cảm thấy gian nên đáng tiếc vì điều đó. Này câu 2. Takahashi senshu wa mou skoshi desu. Sei senshu ni nareru tokoro datta no da ga. Nareru là gì? Nà-rê-rư. Đấy, khả năng. Ừ. Nó là chia thành em từ mới naru là trở thành, nareru là có thể trở thành. yeah. Sei senshu, senshu là tuyển thủ, thì sei senshu là tuyển thủ chính thức, chính thức. không phải hàng dự bị mà là chính thức luôn. Thế tuyển thủ Takahashi còn một chút xíu nữa, nữa thôi ha, moskoshi để là suýt chút nữa trở thành tuyển thủ chính thức rồi. Thế nhưng mà jiko de keioshite Gặp intai shite shimasu. sự cố bị vết thương. À, bị thương trong cái sự cố cho nên in tai shimasu. In tai là gì? Dẫn dẫn thoái, dẫn thoái là gì, học rồi. dẫn đến nghĩa Chắc là bị loại. Rút lui luôn, bị loại luôn, rút lui luôn các bạn, là có nghĩa là không có đi thi đấu được luôn, dự bị cũng không được chưa. Rồi thì Tokoro Datta này nó chỉ rất là dễ nhầm ở chỗ nó có hai nghĩa, nó khác biệt, nó hơi trái ngược nhau một chút xíu, nhưng về cách dịch vẫn là suýt chút nữa. Rồi xong cái chùm Tokoro Cô nó có giống với cái thử mô gây không cô? Shimori à, pháp của unit một với cô Chú Muri Đắc Tà. Tà hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chú Muri Đắc Tà là nó thể hiện cái gì? Tôi định làm chút nữa nhưng mà chú tôi đi định làm nhưng đi. tôi định làm nhưng mà thực tế đó tôi đã quên. Bạn thấy rõ ràng nó đâu có nghĩa gì suýt chút nữa đâu. Ừ. Suri Datta có nghĩa là bạn nghĩ trong đầu, bạn nghĩ trong đầu là bạn đã làm cái đó rồi, nhưng trên thực tế là nó không phải như vậy. À, nó mới là Suri Datta. Còn cái Tokoro Datta này thể hiện rõ là suýt chút nữa là bạn làm được, còn suýt chút nữa là mình làm xong rồi, nhưng cuối cùng là không không được. Có nghĩa là về cái mặt gọi là kết quả thì hai thằng có thể giống nhau là gì? Trên cái thực tế là cái chuyện đó nó không có xảy ra. Kể cả Chimuri Datta lẫn Tokoro Datta bạn thấy là với sau nó đều không có xảy ra. À, tôi nghĩ là tôi đã gửi mail cho anh rồi, thế nhưng mà nó lại không đến, có nghĩa là bạn gửi chưa? Ừ. Mà giống như cái này là tôi suýt chút nữa tôi bị lừa rồi, nhưng mà nói chung là tôi chưa bị lừa rồi chưa? Nhưng mà về mặt nghĩa là nó hoàn toàn khác biệt. Chút chút nữa bị lừa. Đây, đó là chùm của Tokoro. Bây giờ là ba cấu trúc có liên quan tới hô đồ. Hồi đồ, đồ. Hô đồ ha, hô đồ. Hồi đồ. À, Phục siêu bạn đừng quan tâm tới, tại lát hồi cũng nói tới dưới này nè. Hô đồ đó giờ bạn gặp nó ở nghĩa gì? Hô đồ gái. Hô đồ gái y ha anh? Hay là hồ gái y anh? Rồi, hồ gái. À. Đó có một một sự loạn nhẹ. Chết thật cái chứ. Cái gì vậy cái gì vậy? Hô đồ chứ không phải là hồ cá y nha các bạn, phải là loạn hơi nhẹ nhẹ đó. Naru À, đúng rồi, hô đồ thì Naru ra là thế à. hô đồ. Thì ở đây lúc trước cô nghĩ các bạn học hô đồ có nghĩa là khoảng cái gì đó rồi, nó giống Dạ đúng rồi, rai hay là đây. Nói cho nghe luôn là hô đồ bằng kurai. Bằng kurai ở nghĩa chỉ cái gì đó ở cái mức tương đối, khoảng từ nhà đến trường khoảng 30 phút. Thay vì bạn nói Uchikara gakko made 30 分 ぐらい thì bạn hoàn toàn có thể là 30 分 hô đồ bình thường. Câu số 1 của em đang nói câu số 1 của mấy anh chị. Là Uchikara gakko made 30 分 ぐらい, 30 分 hô đồ để ikeru, có nghĩa từ nhà đến trường có thể đi trong khoảng 30 phút. Để đây chỉ gì? Để Nó bị cái không đi với ta cái thời gian á, chỉ cái khoảng thời gian á, đúng rồi, đúng rồi. Rồi nghĩa thứ hai của hô đồ lại bằng với kurai ở nghĩa là chỉ mức độ, khi bạn giải thích mức độ. Trước bữa kurai học rồi mệt muốn chết luôn vậy đó, shinitai kurai tsukareteiru, thì bây giờ hàng hô đồ cũng có một cái nghĩa bằng như vậy, dùng để diễn tả mức độ ha, đến mức mà đến nỗi là
Vì câu số 1 là Yoremo nemurenai hodo najanda. Najamu. Chữ não có không? Đúng rồi, chữ não trong phiền não. Phiền não, phiền não. Phiền muộn. Tôi phiền muộn đến mức mà gì? Không có ngủ được. À, đến mức mà buổi tối cũng không có ngủ được. Phiền não là mình có gì đó, mình phải suy nghĩ, ưu tư, buồn ha. Có hai Anoie no futago wa oya demo machigaeru hodo yoku niteru. Futago sinh đôi trong nhà đó à, thì cặp sinh đôi nhà đó yoku niteru là rất là giống nhau. Cha mẹ cũng khó thể phân biệt được. Đúng rồi, giống nhau đến mức cả cha mẹ luôn á cũng machigaeru cũng nhầm nữa. Machigaeru là nhầm lẫn. Oya demo cho dù là bố mẹ của hai đứa đó nó cũng nhầm luôn. Là cô ba kino wa neko no te mo karitai hodo no isogashisa datta. Cái dụ này neko no te mo karitai học rồi. Neko no neko no te mo karitai. Bắt đầu. Thành ngữ học rồi, thành ngữ neko no te mo karitai học rồi. Chưa học. Chưa học mà không? Chắc bị đòn quá. Luôn à, đến mức là phải mượn tay của con mèo. Muốn mượn tay của con mèo đang thể hiện sự bận rộn. Giống như Việt Nam mình mà bận quá, bạn sẽ nói như thế nào? Bận tối mặt tối mũi đúng không? Và là bận mức muốn mọc ba đầu sáu tay mà làm. Đúng rồi, đúng. Thì người Nhật họ là bảo là Nekonote Mokarita, muốn mượn cả tay con mèo. Mà bạn nói là con mèo thì trong suy nghĩ của bạn thì nó lười hay nó xiên? Là biến hay mồm? Nó lười. Mà bây giờ tay con mèo em cũng quơ luôn nữa. Có nghĩa là bận lắm rồi. À, là hôm qua thì tôi bận đến mức muốn mượn cả tay của con mèo. Mà nhắn ngày hôm qua tôi bận ới là bận. Tôi bận tối mặt tối mày luôn. Để cho các bạn. Cái Nekonote Mokarita thuộc thành ngữ của người Nhật á. Thành ngữ tục ngữ. Này có số 4. Kino wa kaze ga tsuyokute. Cái gì mạnh? Gió. Gió mạnh. Gió mạnh. Me o akete irarenai hodo datta. Nên nỗi mà đến mức mà gì? Không mở mắt ra được. À, không có mở mắt ra được luôn, nhắm tịt luôn. Đang chỉ mức độ nữa nha. Đó là hai nghĩa của hodo, bạn thấy nó bằng với kurai. Tuy nhiên còn một nghĩa của kurai nữa mà hodo không thay được là nghĩa gì? Nghĩa thứ ba. Nghĩa thứ ba là nãy mới nhắc xong. Tự nhiên thấy cái nhất. Tự nhiên thấy cái nhất. À, nghĩa của kurai, nghĩa thứ ba đó là thể hiện sự khinh thường, xem nhẹ thì hodo không thay được. Mới nhắc là hodo có thể thay cho kurai ở nghĩa chỉ khoảng. Khoảng nhưng đến mức độ. Đúng rồi chị, và hai là mức độ. Còn cái việc mà diễn tả sự khinh thường, xem nhẹ, hodo không thay được. Và ở nghĩa thứ ba của hodo này thì ngược lại kurai không thay được nè. Đó là hodo wanai. Hodo wanai. Nó bằng với là ichiban của bạn hôm trước có cấu trúc. Ichiban của bạn là cấu trúc diễn so sánh mấy? So sánh gì? Nhất. So sánh nhất. Thì hodo wanai cũng là so sánh nhất. Nhưng bạn coi thử coi là cái nào nhấn mạnh hơn cái nào. Ví dụ bạn nói ở trong lớp cô ấy là hiền nhất, bạn nói sao nè? Ano. Rasude. Ano to. Ano to. Ichiban. Là trong đó cô ấy là hiền nhất. Thì bây giờ cũng giống câu như đó nhưng mà người ta dùng hodo nai và nhìn câu số 1 ha. Kanojo hodo yasashi shito wa inai. À. Thì bạn để giùm cho cô hodo. Hodo, bản thân hodo nó đang là so sánh bằng. So sánh bằng nha, hodo là so sánh bằng. Một mình hodo là so sánh bằng. Mà bây giờ hodo nai có nghĩa là câu này bạn dịch thế nào nè? Người mà hiền như cô ấy thì không có. Cái người mà hiền gặp có như cái cô đó là không có. Hay nó có thể bạn nói là không có ai hiền như cô ấy hết. Vậy cô ấy có phải là hiền nhất không? Nhất. Đúng rồi. À đó rồi, đó giống như Shika Nai với lại Đake đúng không cô? Đúng rồi. Có thể thấy bạn nói cô ấy là hiền nhất. Không nói vậy đó, không có ai hiền bằng cô ấy hết. Giống như ví dụ mai mốt có người yêu mà
anh là đẹp trai nhất nè, không có ai đẹp trai bằng anh, câu nào áp phê hơn? Bạn nghĩ câu nào áp phê hơn? Cái câu có phủ định. Không có ai đẹp trai như Long, không có ai đẹp trai như anh Trang, nghe nó phê hơn là bạn nói là anh Trang là đẹp trai nhất đúng không? Tại nhất nhất cái gì bạn đâu có biết được. Này câu số 2. Kore hodo omoshiroi hon wa imamade yonda koto ga nai. À, cái sách mà thú vị như này thì không có, cái chuyện mà đến bây giờ chưa đọc. Đến dịch, bây giờ dịch dịch thôi kỳ kỳ chút với trước dịch đúng rồi. Quyển sách mà thú vị như thế này đến bây giờ, Imama để cho đến bây giờ vất ta cô tổ gái này là chưa từng, tôi chưa từng đọc. Chưa từng đọc. Quyển sách mà hay giống như cái này thì đó giờ tôi chưa từng đọc. Có nghĩa đây là quyển sách hay nhất đó giờ tôi được đọc, có phải không bạn? Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Vậy bạn thấy Hodo Nai với là Ichiban nó sẽ khác nhau ở chỗ bạn dùng Hodo Nai để gì? Để gì? Để cho nó làm nhẹ lại. Để nhấn mạnh hơn mới đúng. Nhấn mạnh. Ừ. Thay vì cô nói là anh Trang là học giỏi nhất lớp thì cô nói là không ai, không ai trong lớp này học giỏi bằng anh Trang. Bạn thấy là nó nhấn mạnh hơn rất nhiều. Nó giống với Shikanai và Dake. Trên cô hay nói với các bạn là người Nhật hay dùng thể phủ định để họ nhấn mạnh thêm cái nghĩa khẳng định. Vừa trước cô nói rồi. Ghi kịp không? Ủa cô, vậy ghi khác lại cái 61 là cái này nó giống như Kugai, nghĩa thứ nhất với nghĩa thứ hai, nhưng nghĩa thứ nhất là nó chỉ số lượng không xác định được, còn số 2 á là nó chỉ mức độ, còn số 3 là so sánh nhất giống như Shikanai đúng không cô? So sánh nhất bằng với Ichiban nha, bằng với Ichiban, đừng nói bằng với Shikanai. Và trước đúng đó rồi. Là danh từ với lại tô số danh từ đúng không cô? Đúng. Dạ vâng. Thế các bạn để ý là khi các bạn so sánh với các cấu trúc với nhau, bạn phải nhớ thứ nhất nó có mấy nghĩa, nó có mấy nghĩa giống nhau và có nghĩa nào khác nhau. Như bây giờ cô kêu bạn so sánh như Kurai và Hodo thì bạn sẽ thấy nó có chỗ giống nhau, có chỗ khác nhau, phải không? Kurai và Hodo nó bằng nhau ở hai nghĩa là chỉ số lượng không chính xác hay là chỉ mức độ. Tuy nhiên nó khác nhau ở chỗ Hodo đi trong cấu trúc Hodo Nai thì diễn tả so sánh nhất. Nhưng mà Kurai nó có một nghĩa là khinh thường, xem nhẹ danh từ đằng trước. Thì hai thằng đó nó hoàn toàn khác biệt. Đó là chỗ để cho bạn so sánh đó. Được chưa? Học hết cái chùm Hodo chắc tới giờ anh Trang coi phim nữa hả? Rồi 62 ba hô đồ này là có bạn biết rồi nè. Ý cái này có là 4 luôn ta. Ừ, quen là 4 đi. Ba hô đồ. Ba hô đồ. Là gì vậy? Càng càng. Càng càng hen. Càng càng đúng rồi, càng càng. Nó càng học càng dốt. Càng học càng dốt. anh né cái chữ ngu ra đó là ngoạn mục mà càng học càng dốt. Càng học càng giỏi chứ càng học càng dốt. Càng xem càng ghiền. À, càng xem, càng xem càng sao? Càng ghiền. Xem càng mê. À đúng rồi, càng nhìn càng mê. Không ai nói càng xem càng mê anh ơi. Mình nói càng nhìn mình càng mê đúng không? À. Nhìn chứ không phải là xem. Rồi vậy công thức là gì ai biết? À, công thức là tức là thể giả định ở trước bà. Ừ, thể ba là quen rồi đúng không? Ba là biết rồi, ba là cứ chia ba làm tới rồi đúng không? Nhưng mà trước hô đồ là cái gì? It's okay. Nhưng mà thằng tính từ na là bỏ đa thằng nè. Ừ, đúng không lớp? Cái này em đoán thôi. Ai học ba hô đồ với thằng bốn này đọc công thức nghe coi. Cô nhớ ba hô đồ như bài bài thể ba là bài 38 thì phải của Minano Mi Hongo. Dạ Minano Mi Hongo đã xóa sạch nó rồi cô, cho nên những ai xài sách cũ mới biết. Đúng rồi. Tại Minano Mi Hongo mới biết sao nó bỏ cái ba hô đồ ra ngoài vậy bạn. Hèn chi không có miếng cảm giác nào với nó luôn cô. Nó đẩy nghe mấy bạn nói quá trời mà mình không có chút trí nhớ gì đó. Nó đẩy lên N3 rồi. Còn bạn nào mà học sách cũ á thì bạn mới biết, còn mà học sách mới á, càng về sau càng biết. Sách càng mới nó bỏ càng nhiều á bạn. Ủa ví dụ mà thi cái lượng kiến thức rồi sao ta?
Thì bởi vậy con mới nói là cái... ví dụ như con nói ví dụ ha, ví dụ như bạn học hết 50 bài Bina, bạn thi bốn á, nếu như bạn nắm chắc được khoảng 43 trên 50 bài, bạn vẫn đậu N4 bình thường, nhưng điểm bạn nó không có cao. Thì hồi xưa em học mà tới bài 38 là đi thi N4 à. Ừ, rồi đậu không anh? Đậu không? Đó, đậu nhiêu? Có 9 mấy điểm, 7 điểm. À, có nghĩa là bạn vừa đủ đậu thôi. Ừ. Còn bạn muốn mà có điểm cao trong kỳ thi JBT tốt nhất là bạn nên học lố cái mức độ đó một chút xíu. Ví dụ như bạn đang học N3 nè, tháng 7 bạn quay xuống mình đi N4 đi, tự nhiên mình thấy kết quả nó khác liền à. Là tại vì sao? Trong cái bài thi N4 nó có những cái thuộc N4 nâng cao hoặc là thuộc N3 luôn. Thì trong khi bạn học N3 rồi xuống thi biết không? Biết chứ sao không? Hoặc bây giờ các anh chị đi xuống thi là 5 giờ mấy? Chắc có thể là bạn không dám chắc là 180 trên 180, nhưng mà điểm của bạn nó cao hơn cái lúc mà bạn đang học N5 thi N5. Đúng rồi. Đó là tùy theo chiến lược thi của từng bạn. Bạn thích là em học tới đâu em thi tới đó để em biết. Ví dụ như bây giờ tới tháng 7 này mình học xong N3, mình đi thi N3 thì có thể bạn vừa đủ đậu nhưng bạn chấp nhận cái con điểm đó để mình có bằng. Hoặc là có những bạn theo chiến lược là em học xong N3 nhưng em thi N4 để cái bằng của em điểm nó cao, nên mốt em dễ điêu lương. Con nhắc trước là N3 mà bạn vừa đủ đậu á, 95 trên 95 với lại 95 trên 108 với lại N3 mà bạn 120 và bạn 150 trên 108 nó khác nhau xa lắm bạn. N3 từ 120 trên 108 trở lên là gọi N3 cứng. Đúng rồi. Các bạn nào mà xem tin tuyển dụng nhiều bạn sẽ thấy người ta là đò yêu cầu N3 cứng. Cứng. Cứng có nghĩa là bạn phải vận dụng được những cái cấu trúc cho N3 thì bạn phải từ 120 trở lên, hoặc là những bạn 130, 140 gì đó bạn mới cứng được. Còn những bạn vừa đủ đậu không có cứng được. Tùy ha, tùy chiến lược thi của mỗi bạn. Thích sao có việc thi vậy gì đâu. Ôi các anh chị thi JBT có 500.000. Cô thi IELTS 4,5 triệu. Giờ cô không thi TOEIC cho rẻ. Em cần bằng IELTS chị à. Cô nhắc mới nhớ, em có nghe mấy bạn bên nước ngoài nói cái bằng IELTS nó không có hiệu quả bằng bằng TOEIC, không biết có thật không cô? Không phải là hiệu quả hay không, mà là quan trọng cái mục đích, của bạn nó cần cái bằng nào. Tại vì TOEIC là nó chỉ thiên về nghe nói thôi hà. Còn IELTS là nó giống như JBT vậy, nó thiên về học thuật academic hơn, có nghĩa là bạn phải viết. IELTS writing là viết rất là khó, với lại cái hàng speaking nói nó cũng khó, còn hàng TOEIC là chỉ có nghe với nói thôi. Mà bây giờ cô là cần bằng IELTS, cô cũng cần bằng TOEIC. Ồ, hình như TOEIC đâu có hay nói đâu ta. Có không mấy bạn? Nghe, chủ yếu là nghe. Thì tùy cái mục đích của bạn thôi. Ví dụ bạn muốn đi du học, bây giờ nó cần bằng IELTS 6 chấm mà bạn nộp TOEIC vô đâu nhận đâu. Hiểu không? Mà bây giờ cô là cần bằng IELTS. Từ giờ tới tháng 12 con phải 6.5, mà bữa trước cô thi mới có 4 chấm à. Còn cả năm. Còn cả năm nữa là cô lên 3 chấm là đủ rồi. Cả năm hồi nào, tháng này tháng 3 rồi, tháng 12 có chừng có 9 tháng à đại ca. Em mà tháng 7 giờ còn có 4 tháng à cô. Để tí bạn 4 tháng nhưng mà bạn có hiểu là bạn đang học N3 rồi, bạn học được nửa rồi. Còn cô á, bạn hiểu nếu mà bạn 4 chấm thì cô nghĩ chắc tương đương với JBT là 5 mà. Cô là thằng đồng ngoại ngữ mà. Ồ, hay quá. Ở đâu ra cái đó vậy? Cô. Còn 6.5 á, 6.5 thì cô nghĩ nó tương đương với N3 của tiếng Nhật, có nghĩa là cô phải lội ngược dòng lên N4 và lên N3 trong vòng có 9 tháng thôi. Nó học cũng căng lắm chứ không có dễ. Em không biết sao chứ mấy người mà ngày xưa em đi học tiếng Nhật đó, mấy cái cô dạy em xưa đó. Không biết người ta học giỏi ngoại ngữ hay là nó có năng khiếu, mà em thấy ai cũng có bằng văn bằng 2 tiếng Anh rồi tiếng Nhật tình hồi 1 rồi 2 có hết à. Thậm chí ngày xưa cái cô trung tâm tiếng Nhật cũ của em là vừa ngày xưa phải làm trong đại sứ quán Anh gì đó, xong quay qua học tiếng Nhật cái mê tiếng Nhật, cô cái học có N1 luôn nhá. Cô thì nó dạ cô ép là bình thường. Thật ra là các bạn có mục đích thì tự nhiên là mình phải học thôi hả. Tại vì cô là hồi xưa đại học thì là mình chuyên ngữ Nhật thì phải ráng lấy cho được cái bằng cao nhất tiếng Nhật chứ mình để làm gì.
Còn giờ mình có mục tiêu mình muốn học tiếng Anh thì cũng ráng lấy được cái bằng nào nó cao cao một tí thì càng tốt. Mình chắc cô đi du học Anh nữa. Ờ thì cũng gần gần đúng đó. Ừ. Tại vì các bạn phải có mục đích các bạn mới làm được, còn mình không có mục đích khó làm lắm. Ví dụ bạn học tiếng Nhật mà chỉ để cho biết á thì bạn rất là khó lên. Cô đi học á, đi học IELTS mà cô thấy rất là rõ. Những cái bạn mà cấp 3 các bạn đi học IELTS với những cái người mà đang ở tuổi giống như cô á, đang đi làm và đi học IELTS á, cái thái độ, cái thái độ á, học nó khác nhau. Ừ. Các bạn cấp 3 các bạn học IELTS để các bạn thi, bạn có cái bằng để mai mốt bạn đi vào đại học. Đúng rồi. Ừ, cho nên bạn học theo cái kiểu khác. Là làm sao để mà đánh cho đúng thôi. Bạn đánh cho đúng thôi, càng đúng càng nhiều càng tốt. Còn những bạn mà đã đi làm giống như cô là những người đi làm cô thì lại mang mục đích là làm sao để mình sử dụng được cái tiếng Anh đó. Ừ. Chứ không phải vô chỉ đánh IELTS không, mà phải sử dụng được. Nên là mục đích nó khác nhau. Ngày xưa phải mà mình học giỏi là học ra 12 mình nói được tiếng Anh rồi, học xong rồi đâu có nói được gì đâu. Việt Nam mình học tiếng Anh khá là nhiều nhưng mà người sử dụng được tiếng Anh tốt cũng không có nhiều lắm. Đúng rồi. Cho nên nếu các bạn có tiếng Nhật mà các bạn có được thêm tiếng Anh thì đó là lợi thế của các bạn. Lương cao. Ra đi lương rất rất là dễ, rất là dễ ha. Ừ. Gán hay học lên N2 chuyển qua học IELTS đi. Anh thấy già quá rồi. Em không biết còn động lực. À, anh Trang năm nay bao nhiêu tuổi? Kotoshi nansai naru? Em sinh năm 89. Nhỏ cô có 1 tuổi chứ mấy? Oh my god, chị nhỏ cô có 1 tuổi hả? Ủa, nó nhìn anh trẻ quá vậy. Nhìn tay tay xịt thiên. Có nghĩa là cô già đó. Trời ơi, lúc đầu em nghe bạn nghe Thùy Dương nói cô là học trò của thầy thân em bất ngờ quá trời. Ủa sao vậy? Có gì đâu bất ngờ. Em nghĩ cô với thầy thân là kiểu đồng trang lứa nha. Chắc là sao vậy trời, con buồn sao thầy thân quá trời học trò. À, tại vì giống như thầy đối với cô thì cũng giống như cỡ cô đối với các bạn, cách cái số tuổi cách nhau cỡ cỡ đó. Nói chung là giống như cô các bạn thì nếu mà ở ngoài mình gặp nhau thì mình xưng chị kêu em được rồi, không đến nỗi là phải là xưng cô hay xưng bác đúng không? Thì hồi xưa thầy với cô cũng vậy, có nghĩa là cũng cách nhau có chút xíu, cho nên nói chung là thầy trò cũng khá là thân. Mà các bạn nghĩ cô mà đồng trang lứa với thầy là hơi quá đáng rồi đó. Biết làm sao vậy trời. Ý bạn Hoa muốn nói là thầy thân trông trẻ, nên ý cũng gọi là một cách gián tiếp nói cô cũng trông trẻ. Chứ phải nói thầy trông trẻ là gián tiếp nói cô trông già. Rồi, về ba hô độ lẹ thanh trang đi coi phân. Ta bà đấy à, ba là chia thể ba rồi. Còn ở đằng trước hô đồ nó có cái gì? Nhìn công thức ở đây đưa cho bạn kìa. Đồ là bất rư, danh từ à, động từ là bất rư, tính từ y diễn nguyên y. Na. 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 Na diễn nguyên na hoặc là danh từ không có gì hết. À, danh từ thì gì? Cái gì danh từ không có gì hết? Nó trong danh từ lúc nào luôn vậy? Danh từ giới tính từ đưa nam một là không gì hết, hai là đế aru các bạn nhớ, đế aru ba aru hô đồ, cái câu số 5 bạn để giùm con này đặc biệt nè mẹ nhớ. Tại sao đế có đế aru ba đế aru đó bạn biết không? À, cái này là khi bằng đẹp à. Đế aru là gì vậy? Đẹp đúng không? Có sẵn. Đế aru là động từ nguyên mẫu chưa chia của des à. Tà đế hòa arimasen hồi xưa bạn học á. Ừ. Nó là đế aru động từ nguyên mẫu, cho nên genki des thì bạn có thể là genki đế aru bình thường, và mình chia sang thể ba là genki đế are ba aru mudo. Cái này chia là rất là dễ sai nha. Rồi nó chỉ là càng a thì càng b, càng càng nó không có gì hết á. Này con số 1 là gai kokugo wa dare demo renshu sureba suru hodo jouzu ni naru. Ngoài đó ai càng luyện tập thì sẽ càng giỏi, càng giỏi. Ha, đúng rồi. Câu 2 show rai no koto kangaereba kangaeru hodo fuan ni naru. Ừ. Vì trong tương lai càng suy nghĩ về bạn càng suy nghĩ về tương lai thì lại càng bất,
càng bất an đúng không? Câu 3, 미래바 미르 호도 스바라시 에다. Càng xem thì càng. À cái này bạn phải dịch từ e nha, tại vì ở phía trước nó đang bổ nghĩa cho thằng e rồi. Đây là một bức tranh. Càng xem càng thấy nó đẹp. À, càng xem càng thấy nó tuyệt vời đúng không? Ok. Câu 4 là 夢は大きければ大きいほど良い. 良い. 夢 là gì? Giấc mơ. Ước mơ chứ không phải giấc mơ. Ước mơ. Ước mơ càng lớn thì càng càng tốt. Vui, càng tốt mà. Ước mơ càng lớn thì càng tốt. Càng tốt. Ý là lỡ ước rồi thì ước cho nó to to chứ đừng ước nhỏ đi. Câu 5, kodomo wa genki de areba aru hodo kei ga mo fueru. Oh no. Câu này có ai hiểu không? Câu này ý là trẻ con mà càng khỏe mạnh á, càng genki á thì càng nhiều vết thương. À, nó chạy nhảy tối ngày nó té. À, đúng rồi. Cứ leo lên leo xuống thì té đụi đụi hoặc là đụng này đụng kia thì nhiều kê ga thôi. Còn bạn nhỏ nào mà bạn ngồi yên thì đâu có bị gì. Được chưa? Này câu số 6, henji wa itsu made ni sureba ii desu ka? Ấy là henji là trả lời tôi phản hồi trước khi nào thì được. Đây câu này thường hay nghe nè, hajai hodo ii desu là nó đang lướt mất cái vế trước là hajake de ba hajai hodo ii desu, càng sớm càng tốt. Càng tốt là anh trả lời càng sớm càng tốt cho tôi. Hajai ii desu. Dễ mà ha, chỉ có công thức nó hơi đắt rối thôi. Rồi 63 là chỉ có hô đồ thôi. Vậy hô đồ đây dịch là gì? Hô đồ chắc cũng càng càng. Mà cũng càng hả? Nó càng nhiều quá vậy. Đây nha bạn, đặc biệt bạn ý, trước hô đồ này chỉ có danh từ. Danh từ. Chỉ có danh từ mà thôi ha, chỉ có danh từ mà thôi. Và nó càng càng á, giờ dịch sao nè. Majime ni ganbaru shito hodo stress o kakae komiyasui. Hồi nãy komimasu là con gì mà nói bạn vấp mask, bỏ mask, cộng komimasu là cái gì đó vào. Kakae là ôm. Ôm vào. Ừ, ôm vào. Mà kakae á, nghĩa ôm đây là mang nghĩa bóng, ví dụ bạn ôm vào có trách nhiệm, bạn ôm vào có nỗi buồn, ôm vào có sự căng thẳng. Ha. Vậy con này nghĩa là gì đây? Càng cố gắng để mà Majime. Ý cái người mà càng cố gắng một cách majime, càng cố gắng một cách nghiêm túc thì lại càng dễ ôm vào mình cái sự stress, sự căng thẳng các bạn. Tại vì sao? Bạn là người majime cho nên bạn làm cái gì bạn cũng phải nghiêm túc làm cho đàng hoàng, cho nên nó tạo ra cái áp lực cho mình. Căng quá. Ý như bạn học N3 bây giờ bạn là người nghiêm túc nên bạn học nào à, bài tập này nhiều quá nè, hán tự phải nhớ nè, ngữ pháp phải nhớ, trả bài lum la, áp lực stress. Còn nếu bạn là người không có nghiêm túc lắm, học chơi chơi kệ có không có là thôi thì nó khác ha. Nhưng áp lực nó áp lực nó mới tăng thì nó mới dễ tiến bộ, tuy nhiên áp lực quá nó sẽ gây cái hiệu quả ngược, là đôi khi bạn nản không có học nữa. Trên ở cái mức độ nào đó thôi, cái gì nó ở tương đối thôi. Câu 2, Ippan tekini là gì? Nói chung hoặc là nói chung. Wakai kanja hodo byouki no shinko mo hayai. Kanja bạn, kanja là bệnh nhân. Đang trẻ. Ý là người bệnh, người bệnh mà càng trẻ thì nhanh hết bệnh. Yeah, byouki no shinko. Shinko là cái sự tiến triển của bệnh. Bạn nghĩ cái bệnh nó tiến triển. À, nguy hiểm lắm à. Có nghĩa là gì? Nó ví dụ như ung thư, nó ung thư nhanh hơn người già. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa người bệnh mà càng trẻ thì cái sự cái tốc độ phát bệnh, tốc độ phát bệnh, bệnh nó càng nhanh. Tại vì sự trao đổi chất của người trẻ mình nhanh, mà trao đổi chất nhanh á, thì bệnh nó lan cũng lẹ hơn người già. Đúng rồi. À, hiểu rồi ha. May quá cái lớp này hiểu nhanh, chứ có nhiều lớp giải thích hoài nó không hiểu. Này câu 3, sakana wa shinsen na mono hodo oishi. Shinsen mà sakana là tươi, đúng rồi. Cá mà càng tươi á thì càng ngon. Dễ hen. Đó là hết unit 6, các bạn tới 63 rồi nha. Làm bài tập một đống.
Đọc quá trời học. À, cuốn này bạn có 10 unit bạn học, vừa xong unit 6 á, bạn còn có 4 unit là hết rồi đó. Wow. Ủa, 7 unit, 7 cho đây là 3 sao đúng không ta? 2, 7 còn 2 sao. Okay. Mấy thằng cuối á mới 3 sao. Là lên tới 3 sao thì nó hơi khó gì đâu bạn, bắt đầu bạn quên. Học 3 sao nhớ 3 sao, quên cái 1 sao à. Dạ. Đừng bị. Vừa học vừa ôn mình cho cô nha. Này. Cô đang học em căng thẳng lắm, bạn học hơn bạn nữa. Một tuần học 5 buổi, 1 buổi 3 tiếng à. 1 buổi 3 tiếng. Tại vì á, bình thường á, các bạn mà học IELTS, cô nói thẳng á, các bạn mà sinh viên ngành ngôn ngữ Anh đôi khi ra trường các bạn cũng chưa có IELTS nữa. Một là bạn không có thi, hai nữa là trong trường các bạn học theo cái kiểu khác mà IELTS nó thi theo một cái kiểu khác á. Yeah. Cho những bạn nào đi luyện thì IELTS các bạn mới thi được. Thì thường là cứ 3 tháng các bạn lên một chút, 3 tháng mà lên một chút. Mà bây giờ cô mới có 4 chấm mà cô lên 6.5, nó tới 2 bên rưỡi rồi. 2,5 điểm là lên rất là lâu, thường người ta học tới 5 rưỡi luôn. 1 năm rưỡi nha. Còn cô là có 9 tháng à. 9 tháng là phải được, chứ không phải là 9 tháng là học xong nữa. Cho nên là tính ra cô không có thời gian nhiều. Cô còn có 1 tuần nữa người ta thôi. Trên buộc lòng cô phải học nhiều. Đó là lý do vì sao mà cô không có dạy trường nữa là vậy á. Cô đóng bao nhiêu tiền nha cô? Đóng nhiêu tiền hả? Tùy bạn học chỗ nào, chỗ cô đang học thì cứ khóa 2 tháng khoảng cỡ 8-9 triệu vậy á. Wow. Có nhiều chỗ bạn học khóa nó tới mười mấy triệu, có chỗ cô hỏi 20 mấy triệu. Thượng vàng hạ cám nhiều lắm. Ví dụ bạn thích học nhưng mà đẹp, phòng đẹp, mát mẻ, view đẹp thì nó mát. Chứ còn thật ra cô thấy học IELTS ở chỗ nào cũng vậy, chủ yếu là mình á. Quan trọng là học có vô hay không? Quan trọng là một là chỉ cần giáo viên dạy có tâm một chút xíu, hai nữa là bản thân mình phải cố gắng. Thì bạn học ở đâu nó cũng được, quan trọng vẫn là mình. Người học là chủ yếu, chứ còn giáo viên có giỏi cách mấy mà bạn không chịu học đâu à. Dạ cha. Dạ. Có gì hỏi anh ta? Nani ka shitsumon ga areba dozo. Hỏi gì hỏi đi. Minna dozo. Long bây giờ học trong trường ổn không? Dạ, à, vẫn bình thường có. À, ok. Có nhiều bạn than thở thầy cô học kỳ này sao khó quá vậy đó. Cô à. Em không biết thầy Đức luôn á, cô chưa thấy mặt nữa. À thầy trẻ đẹp trai lắm, lộng lộng ha. Nghe nói thầy hiền, nghe nói thầy hiền đó. Em nghe nói thầy Đức từng dạy ở trường chuyên Lễ Hồng Phong, rất là không thích cô. Ừ, thầy dạy trường cấp 3, chứ thầy dạy trường cấp 3. Wow. Đẹp lắm. Ồ, đẹp trai lắm bạn ơi, lộng lộng. có một số các thầy cô còn trẻ nhìn đẹp lắm, xinh tươi lắm, chứ không phải già cổ giống như tụi cô. Thầy Đức sinh năm 95, trời bằng tuổi anh hai em. Sao biết cô hay vậy? Bữa nghe tuổi nó bàn tán quá trời. Em nghe bảo thầy đó đi hơi nhanh à, vậy hả?